các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Xuyên đến bộ lạc nguyên thủy của tác giả Trần Hướng Bắc biên tập Chiêu Ninh của diễn đàn Lê Quý Đôn thuộc thể loại xuyên không, điền văn, Viễn cổ, thú nhân. Phần 13. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube các truyện hương xưa, xin hãy bấm đăng ký thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ. Chẳng qua là nửa mẫu mà thôi, làm cỏ, đào bới, xới đất, đắp bờ ruộng, lan tục vài ngày thì toàn bộ đều làm tốt không nói, ngay cả đất dễ lại tốt lắm, chỉ chờ gieo hạt thôi hình như ông trời cũng vô cùng hậu đãi các cô liên tục hai ngày hạ xuống mấy trận mưa phùn lúc này vừa vặn tưới nước cho đất đai vừa khai khẩn tốt cũng tưới tiêu cho mấy mầm nhỏ được ươm trong viện thật tốt tin tưởng đợi mưa tạnh rồi mầm móng cũng có thể trồng xuống nhưng ngay tại dưới tình huống tốt như vậy lại xảy ra một việc làm cho người ta bất ngờ hôm nay liễu thư ướp dưa muối cũng đã tương đối cô chọn hai miếng nếm thử rất ngon nghĩ đến vui y mấy ngày hôm trước thời điểm tới đây nếm thử nói ăn ngon, thì có lòng muốn đưa tặng một ít. Lúc này cầm lấy cái bình nhỏ đựng một ít rồi chuẩn bị đưa đi. Nhưng mà mới đi đến nửa đường thế nhưng đụng phải A Duy Nhĩ cùng một đám thú nhân ngay phía trước mặt. Nhìn trời, hiện tại còn chưa đến giữa trưa, thế nào thì đều đã trở lại, chẳng lẽ là... Nhất thời, trong lòng một lột bột một cái, cô ôm bình rồi chạy chậm tiến lên, vẻ mặt lộ lo lắng, anh các anh làm sao vậy xảy ra chuyện gì a à, duy nhỉ vừa rồi chính là cúi đầu đi đường cũng chưa nhìn phía trước hiện tại thấy là liễu thư đầu tiên là theo bản năng cười cười với cô sau đó giống như lại nghĩ tới cái gì mày nháy mắt nhíu lại là xảy ra chút việc hả ý tưởng trong lòng bị chứng thật liễu thư càng thêm không tốt hai mắt nhìn trái nhìn phải trong đám người là ai trải qua ở chung lâu như vậy Ai gặp chuyện không may cô đều chịu khổ sở. Là Sang nô. Vừa nói, A Duy Nhĩ nắm ở bả vai Liễu Thư, gật gật đầu với mấy người phía sau, những người khác đều trầm mặt cùng liếc mắt một cái, vượt qua hắn đi về phía trước, thấy mọi người đều đi rồi, hắn mới lôi kéo cô vừa đi vừa nói, đầu tiên chúng ta đi nhà Sang nô đi, vui y bọn họ đều đi qua, hiện tại qua nhìn xem có cái gì có thể hỗ trợ không. Vừa nghe là Sang nô trong lòng liễu thư liền nghĩ tới chuyện trước đó vài ngày a duy nhĩ nói hắn bị thương thế nào hiện tại lại bị thương tiếp theo là nghĩ tới nông nhi từ sau khi nông nhi tuyên cáo kết thúc cảm xúc đối với a duy nhĩ thì sang nô bắt đầu lập tức mãnh liệt theo đuổi nông nhi cái này cả bộ lạc đều biết chính nô an làm anh trai cũng ngầm đồng ý mà nông nhi tuy rằng còn không có tỏ thái độ nhưng xem tình huống thì đợi sau khi trưởng thành hai người khế ước cũng chỉ là vấn đề thời gian Hiện tại sang nô thế nhưng đã xảy ra chuyện, cô không cần suy nghĩ nhiều thì cũng biết tiểu giống cái nông nhi sẽ có bao nhiêu thương tâm, đoạn thời gian trước cô ấy còn nói muốn học tập nuôi gia cầm với cô nữa kìa. Chẳng biết có nghiêm trọng không? Thú nhân rất cường hãn, chỉ cần không phải bị thương bộ vị trọng yếu, hoặc là thiếu bộ phận thân thể thì bình thường gãy chân đứt cánh tay đều có thể dưỡng tốt lên. Liễu thư vẫn là ôm hy vọng nhỏ, hy vọng sang nô đừng bị thương quá nặng. Cái này anh cũng không rõ lắm. A à, Duy Nhĩ đỏ mặt, hắn cũng không biết tình huống. Đương nhiên cái này cũng không thể trách hắn, cùng nhau ra ngoài săn bắn, nhưng cũng không phải tụ cùng một chỗ, có thể phân tổ hành động. Hôm nay hắn và Sang Nô cũng không phải một tổ, cho nên khi nhận được tin tức chỉ biết là hắn đã xảy ra chuyện bị thương, chờ sau khi bọn hắn trở về thì được báo cho biết là đã nâng người đi trở về, cái khác không được rõ lắm. Liễu Thư thở dài, An ủi A Duy Nhĩ vài câu, mọi người đều là huynh đệ, trong lòng hắn khẳng định là rất khó chịu. Khi hai người nói chuyện thì cũng đã đến nhà sang nô, bọn họ vào nhà thì nhìn thấy bên trong đã đứng không ít người, đều đang thảo luận thương thế sang nô, liễu thư liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt một cái, vui y hẳn là ở bên trong trị liệu. Thế nào rồi? A Duy Nhĩ nhìn về phía Á Bì. Không biết, vui y đi vào cũng còn chưa có đi ra. Á bị lắc đầu, trên mặt không có cực nhã ngày xưa. Rốt cuộc là sao lại thế này, sang nô bị thương nặng không? Có người hỏi. Mấy ngày hôm trước không phải sang nô bị thương sao, thương của hắn còn chưa khỏi, lần này thời điểm sang kim hùng thì bởi vì bị thương mới không tránh né kịp lúc. Một thú nhân là người cùng một tổ với sang nô biết chút tình huống, nói ra. Cái gì? Thú nhân đặt câu hỏi kinh ngạc, thương chưa tốt không phải đều nói không có việc gì sao? Làm sao có thể không tốt, hơn nữa cũng không nói cho chúng ta biết. Nếu bọn họ biết, tuyệt đối không có khả năng mang theo hắn đi săn bắn. Những người khác trầm mặt. Có lẽ sang nô cũng là vì như thế mới che giấu thương thế. Trầm mặt cũng không có duy trì được bao lâu, bởi vì cửa phòng mở ra, ánh mắt mọi người đều dời qua, sau đó thì nhìn thấy vui y đi trước một bước ra ngoài, phía sau đi theo vài người, hốc mắt mấy người đều là hồng hồng hiển nhiên là đã khóc nhìn đến tình cảnh như vậy trong lòng những người khác đều là thoáng lộc bột có ý tưởng không tốt người nhà sang nô có mặt đầy đủ hết a ba a ma đều ở hiện tại hắn bị thương tất cả đều lo lắng mà đau lòng không thôi trong lòng quả thực rối rắm vạn phần vành mắt a ma đã hồng hồng đi ra vẫn còn không ngừng rơi lệ mà a ba của hắn kiên cường hơn nửa dìu nửa ôm bạn lữ mím môi không nói được một lời. Vu Y Nói chưa nói ra cũng biết bọn họ muốn hỏi là cái gì, Vu Y cầm da thú lau tay, khẽ thở dài lắc đầu nói, tình huống của Sang Nô cũng không tốt lắm. Làm sao có thể? Một tiếng thỏ thẻ, còn mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, nghe quen tai, liễu thư quay đầu nhìn lại, thì nhìn thấy nông nhi đã khóc thành con thỏ mắt đỏ. Cô ấy đang đứng ở ca ca bên cạnh Nô An. Vừa rồi đi theo phía sau Vu Y đi ra cũng có cô ấy, xem ra là tới đây trước tiên, cô ấy đối với Sang Nô thật sự là có cảm tình. Vu Y cũng không có một chút biện pháp nào sao? Nông Nhi mang theo khóc nức nở nói, mà cha mẹ Sang Nô cũng là mặt đầy chờ đợi. Vu Y thực sự đau đầu, mặt nhăn mày nhíu nhìn thú nhân khác, giọng nói cũng trầm xuống, lúc trước Sang Nô bị thương vẫn chưa tốt các người thế nhưng một chút cũng không biết. Các thú nhân hai mặt nhìn nhau, đều xấu hổ cúi đầu, một lát sau, vừa rồi tên thú nhân biết sang nô bị thương chưa khỏi dè dặt tiếng lên từng bước, cúi đầu thấp giọng nói, con, con biết, nhưng mà sang nô không cho con nói ra ngoài, cho nên con. Hắn là anh em tốt của sang nô, thật là bi thương không chịu nổi. Lại thở dài, vui y khoát tay, cái này cũng không thể chỉ trách mình hắn, bà cũng có trách nhiệm, Nghe nói Sang Nô bị thương bà vốn nên đi trị liệu một chút, nhưng vì bận chuyện khác mà không chú ý nhiều. Sang Nô nói không đáng ngại, thoa chút dược là tốt rồi, bà cũng liền tùy ý như vậy, nếu cẩn thận một chút cũng không đến mức như thế. Nếu nói xấu hổ như vậy thì cha mẹ Sang Nô càng đứng mũi chịu sào. Con trai của mình bị trọng thương đều ở dưới mí mắt, bọn họ lại hoàn toàn không biết, trong lòng khó chịu cỡ nào thì đừng nói nữa. Hoa một tiếng khóc lớn vang lên dọa bọn họ nhảy dựng tìm theo tiếng nhìn lại thì thấy nông nhi lao lệ khóc thét thanh âm đó nghe thật đúng rất thương tâm mọi người biết chuyện của cô ấy và sang nô thì bắt đầu thổn thức nô an cũng vội vàng an ủi nhưng mà cũng không có tác dụng cô vẫn khóc lợi hại nước mắt cũng chảy dài thành hàng không dứt đều đều là ta là sai lầm của ta hu hu nếu ta không nói muốn muốn móng vuốt kim hùng hắn sẽ không bị thương Hu hu. Vừa khóc, nông nhi vừa nghẹn ngào không thành lời mà nói ra. Như vậy mọi người mới giật mình, thì ra là sang nô che giấu thương thế. Liều mạng muốn đi săn bắn chính là vì móng vuốt kim hùng. Kim hùng. Liễu thư vẫn yên lặng không mở miệng nghĩ kim hùng là con gấu gì. Kim hùng rất hiếm có, chẳng những là khó bắt giữ, cũng là khó gặp được, trải qua chúng ta tra xét thì bình thường thời điểm này kim hùng thường lui tới hơi chút thường xuyên. Cho nên Sang Nô mới không muốn bỏ qua lần săn bắn này. Nhưng mà lại thật không ngờ. Móng vuốt của nó rất tốt sao? Liễu Thư cũng nhớ rõ, trong lời Nông Nhi nói, Sang Nô là vì giúp cô ấy săn móng vuốt kim hùng mới bị thương. Móng vuốt của nó là màu vàng, rất cứng trắng cũng bén nhọn, giống giống cái thích nhất loại nanh vuốt này làm thành vật phẩm trang sức. A à, Duy Nhĩ dừng một chút lại nói, hơn nữa móng vuốt đó mài thành một phấn mà nói đối với miệng vết thương mới có lợi là rất tốt thì ra là thế thật sự là si tình không thôi liễu thư nháy mắt cảm thấy hảo cảm với sang nô bay lên rất nhiều nhưng mà hiện tại hắn trọng thương ở trên giường bỗng dưng làm cho người ta lo lắng mọi người biết sang nô là vì nông nhi mới gặp phải chuyện này nhưng lại đều không thể trách tội sang nô là tự nguyện Nói cách khác nếu giống cái mình thích có yêu cầu này bọn họ cũng sẽ đi làm. Cho nên nói, ở thế giới thú nhân, tam quan cái gì đã sớm không theo lẽ thường. Vui y, sang nô bị thương rất nặng sao? Rốt cuộc là làm sao? Cuối cùng liễu thư vẫn không nhịn được mà hỏi ra. Nhìn đến liễu thư, mắt vui y sáng lên, sau đó có chút trầm trọng mấp máy khóe miệng nói, con trước theo ta tiến vào, con luôn luôn biết được nhiều thứ, không biết có có biện pháp nào không? Mọi người đều biết Liễu Thư, bộ lạc lưu truyền cô là sứ giả thần thú phái tới, cho nên đều thực thích mà tôn kính cô, hiện tại thấy cô đề xuất, mà Vu Y lại thương lượng với cô, những người khác không nói, a ba a ma sang nô đầu tiên là kích động nhìn qua. Liễu Thư, chỉ nhất định phải nhìn kỹ, hu hu, nhìn kỹ cho hắn. Nông Nhi chạy tới, cầm lấy tay liễu thư giống như bắt lấy một cọng rơm rạ cứu mạng cuối cùng vừa nức nở nói em không muốn hắn xảy ra chuyện nếu như hắn không được nữa em liền hu hu liền cái gì khẳng định không phải lời hay nô an sợ tới mức lôi kéo em gái nhà mình giận dữ nói nói cái gì đâu sang nô không có việc gì đâu được rồi chị đã biết có thể giúp chị nhất định dùng hết toàn lực em không cần quá thương tâm Sang nô nhìn cũng khó chịu. Thở dài, Liễu thư đành an ủi như thế. "Nông nhi yên tâm đi." Không nghĩ tới trái lại A ma Sang nô lại an ủi, đứa nhỏ nhà mình bị thương tất nhiên bà khổ sở, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách Nông nhi, dù sao cũng là con trai mình lựa chọn. Tất cả thú nhân là một dạng này, ở trước mặt giống cái bọn họ thích đều rất ngốc rất ngốc. Vì con trai ngốc của mình, bà cũng sẽ không khó xử Nông nhi a à sao? Nông Nhi đỏ hồng mắt. Bé ngoan, đừng lo lắng, hắn sẽ tốt, hắn luyến tiếc con. Nông Nhi vừa thẹn vừa mắc cỡ cúi đầu, trong lòng yên lặng níu chặt. Đi theo phía sau Vu Y đi vào, A à Duy Nhĩ lo lắng cũng đi theo vào cùng, Vu Y cũng không có ngăn cản. Tiến vào gian phòng của Sang Nô, bên trong mùi máu tươi vị thảo dược cứ đập vào mặt mà đến, mà ở bên trong này còn xen lẫn một loại mùi hôi thối, điều này làm cho liễu thư kinh ngạc, làm sao có thể có loại hương vị này. Sang nô nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, trên người đắp da thú, nếu không phải bên dưới có độ công nhấp nhô nho nhỏ cô cũng cho rằng. Chân của sang nô bị gãy, nhưng mà nếu là cái này thì cũng không quan trọng, nhưng... Vu y đi đến bên giường nhìn xem sang nô, từ từ giọng điệu ngăn không được than vãn, các con tự mình xem đi. Nói xong thì bà xốc da thú trên người sang nô lên trong phòng có chút tối, nhưng đã đi vào thì liễu thư có thể rõ ràng nhìn thấy tất cả vết thương lớn nhỏ trên người sang nô. Đương nhiên những miệng vết thương đó tuy nhiều nhưng đối với thân thể mà nói cũng không quan trọng, chỉ qua vài ngày thì sẽ khỏi hẳn, chân chính làm cho thú nhân bị thương nặng là ở trên đùi phải của hắn. Đùi phải sang nô bị gãy, hiện tại đã được thanh nẹp băng bó tốt, thương gân động cốt 100 ngày, xương cốt bị gãy cũng không trở ngại. Ánh mắt liễu thư bỏ qua chân gãy, thẳng tắp nhìn về phía miệng vết thương trên đùi cho dù được băng bó cũng có thể nhìn ra thương thế nghiêm trọng đây là cô do dự không có thốt ra lần này sang kim hùng sang nô không cẩn thận bị cào một cái gãy một chân cái này không phải mấu chốt thực sự làm cho hắn hiện tại hôn mê phát sốt là ở miệng vết thương này đây là mấy ngày trước để lại miệng vết thương vốn đã sâu nhưng hắn chỉ gặp ta xin chút thuốc bôi dưới sự kéo dài thế nhưng càng ngày càng nghiêm trọng. Nói đến cái này, Vu Y cũng oán hận. Miệng vết thương hư thối. Sắc mặt Liễu Thư đã nghiêm túc lên, vừa rồi ngửi được mùi hôi thối, thì ra không phải cái mũi của cô xuất hiện vấn đề. Đúng. Vu Y cũng không biết nói cái gì cho phải. Xoay người động thủ cởi bỏ băng bó miệng vết thương trên đùi Sang Nô. Giống như Liễu Thư đoán trước, miệng vết thương xác thực đã hư thối hơn nữa so với cô tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn chỗ miệng vết thương đó là bị một cái móng thú cào ra một vết thương vốn chỉ cần nghiêm khắc dưỡng vài ngày sau là tốt sang nô dựa vào thân thể của mình không quan tâm mà ở thời điểm đối kháng kim hùng còn bởi vậy mà động tác chậm chạp bị một móng vuốt kim hùng chụp lên chẳng những gãy chân miệng vết thương tức thì bị chụp máu thịt mơ hồ làm sao có thể bị thương nghiêm trọng như vậy. Nhìn miệng vết thương huyết nhục mơ hồ, liễu thư cũng không nở nhìn, quay đầu nhìn về phía vu y, nhìn không được nói. Hình ảnh khó coi hơn nữa A Duy Nhĩ cũng nhìn qua, hắn không có cảm giác gì, nhưng mà đặt ở trên người đồng bạn của mình thì mặt cũng cau chặt lông mày, lại thấy liễu thư không khỏe, bước lên phía trước ôm nửa người cô. Cẩn thận vỗ về cô, không tiếng động an ủi hiện tại đừng nói mấy thứ này. Vu Y lại khe khẽ đắp chăn lên, xoay người sắc mặt cũng nghiêm túc lại, miệng vết thương của Sang Nô cũng đã bắt đầu hư thối, ta không thể tìm được thảo dược thích hợp, còn tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ nó sẽ không kiên trì được. Cũng không phải vậy sao? Bất luận kẻ nào bị thương nặng như vậy cũng không đỡ nổi, cũng may hắn là thú nhân, năng lực đề kháng cao mới chịu đựng nhiều như vậy, kiên trì lâu như vậy. Nhưng nói tới cái này liễu thư cũng khó xử, cắt bỏ hết chỗ hư thối trên miệng vết thương thì thế nào? Sau đó lại băng bó một lần nữa. Ta cũng nghĩ qua làm như vậy, nhưng mà hiện tại sang nô sốt cao hôn mê. Vết thương này hiện tại mơ hồ thành một đoàn, muốn cắt bỏ mà nói khẳng định đều phải cắt bỏ, ta e sợ cho đến lúc đó sẽ chảy nhiều máu. Liễu thư hiểu được vui y khó xử, hiện tại sang nô hôn mê khẳng định thân thể bị suy yếu, cắt bỏ hư thối trên miệng vết thương, trước không nói hắn có thể gánh vác được khổ này hay không, nếu không cẩn thận xuất huyết nhiều mà nói. Một khi máu chảy không dừng được thì hỏng bét, mà nơi này cũng không có dụng cụ truyền máu, lúc này thật sự là muôn vàng khó khăn. Nhưng hiện tại cũng không thể cứ nhìn như vậy, thoáng đau đầu nhíu mày, có lẽ vui y cũng biết ca này rất khó, lắc đầu xua tay nói, quên đi, đầu tiên chúng ta đi ra ngoài đã, ta trở về làm chút dược, trước làm một ít xử lý hơn nữa nếu nó hạ sốt thì rất tốt nay cũng chỉ có thể làm như vậy liễu thư đối với việc mình nghĩ không ra biện pháp tốt cũng có chút hổ thẹn cũng thật là không biện pháp đây là thời đại lạc hậu nhiều thiếu thốn rõ ràng vết thương không đến nổi nhưng chỉ bởi vì thiếu này thiếu kia mới cứ như vậy mà không kéo qua được đi ra rồi nhìn ánh mắt chờ đợi của a ba a ma còn có nông nhi trong lòng liễu thư càng khó chịu tuy rằng không đành lòng vẫn phải lắc lắc đầu, vui y nói trước nhìn kỹ rồi hẳn nói. Hiện tại mọi người nói cũng không dám nói sẽ chết, chỉ có thể an ủi như vậy. Ánh mắt nông nhi lập tức liền ảm đạm xuống, nhưng mà lần này cũng cố nén không có khóc lớn lên, nhỏ giọng nức nở che mặt tiến vào cửa phòng, xem ra là muốn đích thân đi chăm sóc sang nô. Như vậy hình như cũng tốt. Cha mẹ sang nô thấy vậy do dự một chút cũng không lại đi vào, mà là tiễn từng người đến nhà ra về trên đường trở về trong lòng liễu thư nặng trĩu a duy nhĩ cũng không biết nên nói cái gì mới tốt chỉ có thể ở một bên yên lặng an ủi đừng quá lo lắng có lẽ sẽ tốt biết hắn an ủi mình liễu thư mạnh mẽ xốc dậy tinh thần gật gật đầu lôi kéo a duy nhĩ đi về nhà mặc kệ thế nào cũng còn chưa tới thời điểm buông bỏ đi về trước ăn một bữa cơm rồi nói sau đợi ăn no lại cẩn thận suy nghĩ bụng đói hơn trong lòng có chuyện, cô cũng không cách nào tập trung tinh thần. Đợi hít sâu cảm giác tốt hơn một chút liễu thư mới phát hiện dưa muối mình vốn là muốn đưa cho vui y, nhưng mà xảy ra sự việc như vậy bây giờ dưa muối còn ôm ở nàng trong lòng đây. Hiện tại khẳng định không phải thời cơ tốt đưa đi, thôi, đợi việc này qua đi có cơ hội lại đi đưa, cho nên ôm cái bình dưa muối xoay người đi về. Cũng không còn lòng dạ nào suy tư chuẩn bị ăn ngon cỡ nào, đơn giản xào hai món thức ăn cắt mấy cái bánh thịt làm cơm trưa của bọn họ cơm nước xong bởi vì công việc trong ruộng đất đều làm xong rồi liễu thư chuẩn bị đi xử lý ruộng ươm sau hậu viện cũng đã nhú mầm chờ qua không lâu là có thể trồng hiện tại hẳn là phải chuẩn bị có chuyện của sang nô bọn a duy nhĩ săn bắn cũng đã trở lại trước tiên hiện tại cũng không tính lại đi nữa cho nên nửa bước không rời chuyển động đi theo phía sau liễu thư kêu làm gì thì làm đấy thực trung quyển, mà có thú nhân hỗ trợ rất nhanh cỏ dại trong ruộng ươm và đất trồng rau đều bị nhổ hết, còn hái xuống không ít thức ăn trở về chuẩn bị buổi tối ăn. Ôm một bó cỏ non trong sơn động, đây là thức ăn cho nhóm gia cầm, đều là động vật tính ăn tạp, phần lớn liễu thư chuẩn bị chính là những thứ cỏ non, hơn nữa cũng sẽ thêm cơm chuẩn bị chút thức ăn mặn làm bữa ăn ngon. Cô ôm một bó, a à, duy nhĩ ở phía sau cũng ôm một bó hai cái chuồng tiểu thú và chim thầm thì đều cần cho ăn. Tiếp qua không bao lâu nữa thì nhà chúng ta sẽ có thêm thành viên rồi. Nhìn nhóm tiểu thú vui vẻ ăn, ánh mắt liễu thư dừng ở trên bụng tròn vo của ba con tiểu thú, tâm tình đột nhiên lên không ít, vui vẻ kêu A Duy Nhĩ đến xem, đợi đến khi nhóm tiểu thú con sinh ra, thì chúng ta ăn hai con đi. Nuôi lâu như vậy quả thực là có cảm tình, nói ăn mặc dù có chút không nở, nhưng không phải nuôi dưỡng là vì ăn sao, cho nên vẫn không có áp lực nha. Nhìn thấy Liễu Thư vui vẻ, A à Duy Nhĩ cũng nhẹ thở một hơi, hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám, nghe vậy thì vui tươi hớn hở nói, từ, em muốn ăn hai con này. Vâng, trước không ăn con mẹ, còn phải cho con con uống sữa nữa. Động vật có vú mà, chỉ ăn hai con đực, dù sao em thấy con đực cũng rất nhiều. Ba con, ăn luôn hai con, còn có một con cũng rất tốt miễn cho thời kỳ động dục ba con lại đánh nhau được đến lúc đó ta tới giết lúc này a duy nhĩ vẫn rất nhanh trí lời này nói đến trong lòng liễu thư bản thân cô thật sự vẫn rất áp lực động thủ nhất thời thưởng một nụ cười tươi thuần khiết a duy nhĩ hoảng đến muốn hôn mê phân trong chuồng cũng tích lũy cũng quá nhiều rồi thừa dịp hôm nay có thời gian thì quét dọn đi đang nói cao hứng liễu thư thấy phân trong hai cái chuồng đều tích rất nhiều cũng đã có mùi mấy ngày nay đều vội vàng việc trong ruộng đất mỗi ngày có thể nhớ tới cho chúng nó ăn cũng rất không tệ tẩy rửa chuồng trại gì đó đã sớm quên mất rồi được không nói hai lời a duy nhĩ xoay người trở về đi lấy công cụ liễu thư cũng cầm lấy chổi bắt đầu dọn dẹp rất nhiều phân còn cần hai cái giỏ chứa đợi quét xong rồi liễu thư cầm đòn gánh tới Lúc trước thời điểm xây nhà ở vận chuyển tảng đá từ sau núi, vào lúc đó đòn gánh được cô tạo ra, trong cuộc sống hàng ngày tỏ vẻ đòn gánh này vẫn có thật nhiều tác dụng hơn. Một gánh phân đối với A Duy Nhĩ mà nói lại quá nhẹ nhàng, tiếp nhận đòn gánh treo giỏ lên dây thừng mỗi đầu rồi gánh đi, liễu thư nhìn rồi cũng đi theo, vừa đi còn nói giỡn vài câu với hắn, hiếm khi được thoải mái nói cười. Hiện tại mỗi nhà mỗi hộ đều có đào hố phân, không nói đi ngoài hàng ngày, hiện tại có đất ruộng coi như liễu thư từng nói. Cày cấy thì cần phân, mà phân thuần thiên nhiên chính là phân người, hy vọng mọi người không cần ghét bỏ mà lợi dụng thật tốt. May mắn các thú nhân vẫn rất không câu nệ tiểu tiết, sau khi trở về đều đào cái hố phân ở địa phương hẻo lánh chung quanh nhà để dùng. Hố phân nhà liễu thư cũng không xa nhà, dùng một cái cùng nhà y oa a lịch ca thi, cho nên ngay từ đầu đã làm lớn ra. Hơn nữa phía trước hố phân còn tất cái lều, đây là nhà xí cô thật sự không thể ngồi trên mặt đất lộ thiên vẫn nên có chút che chắn mới tốt a à, duy nhĩ đổ phân liễu thư ghét bỏ mùi thối nên đứng ở một bên không đi qua nhưng mà hình như chỗ này cũng bị ảnh hưởng bụng có chút quặn đau may mà nói một tiếng chui vào trong nhà xí thả lỏng một chút thống khoái xong sử dụng lá cây để sẵn trong nhà xí lau xong việc rồi kéo quần áo lên cất bước đi ra ngoài nhưng mới vừa đi vài bước như vậy thì đột nhiên trong đầu Linh Quang chợt lóe, xoay người vài bước lại chạy trở lại. Đổ phân xong rồi, Liễu Thư đang phương tiện nên A Duy Nhĩ sẽ chờ, cũng đợi một hồi lâu còn không thấy cô đi ra, lo lắng cô có chuyện gì nên đi qua kêu, Liễu Thư em đã khỏe không? Không có đáp lời. Điều này làm cho hắn càng lo lắng, vì thế lại kêu một tiếng, ngay tại khi hắn chuẩn bị không quan tâm sốc cửa lên trực tiếp đi vào, thì cửa mở ra, Liễu Thư cũng đi ra. Bộ dạng Liễu Thư đi ra rất kỳ quái, một tay nắm cái mũi, một tay kia cầm một khúc cây nhỏ, đưa về phía trước mà đi tới. A à, Duy Nhĩ thấy thế cũng không hiểu, muốn đi tới nhưng mà mới vừa động thì chợt nghe phía trước hét lớn một tiếng, đừng tới đây. Liễu Thư quát to một tiếng, giống như là nhịn không được mà ném đi khúc gỗ trong tay, chạy qua một bên nôn khang. Nàng chính là đặc biệt đang làm bậy mà. A à, Duy Nhĩ bị dọa nhảy dựng nhưng càng làm cho hắn để ý là tình huống hiện tại của liễu thư cũng mặc kệ vừa rồi cô quát bảo ngưng lại chạy vài bước tới đỡ lấy hai vai của cô lo lắng hỏi em đây là làm sao vậy khó chịu ở đâu hay là ăn cái gì sao theo hắn bộ dạng liễu thư muốn nôn cảm thấy chính là ăn nhầm đồ hỏng mà hư bụng liễu thư vốn đã muốn tốt hơn nhiều sau khi nghe được câu này sắc mặt thay đổi thoạt xanh thoạt trắng nghĩ tới ăn cái gì sắc mặt lại xanh mét một phen đẩy người ngu ngốc bên cạnh ra, ngồi xuống nôn. Lần này cũng không phải là nôn khang. Mà thật sự phun sạch sẽ toàn bộ thức ăn giữa trưa. Đợi thời điểm thật vất vả ngừng lại, Liễu Thư cũng đã mệt lã, thật sâu vì hành vi tìm chết của mình mà phỉ nhổ một phen, chỉ là... A à, Duy Nhĩ cắn chặt răng trợn mắt nhìn, so với sắc mặt của cô còn kém hơn, trong lòng nhất thời phiên cái khinh bỉ lúc này không biết còn tưởng rằng phung là hắn đấy nhưng cũng biết làm thú nhân sợ chỉ là thở dài em không sao chỉ là ghê tởm mà thôi làm sao có thể a à, duy nhĩ vẫn lo lắng cũng không ghét bỏ liễu thư nôn ói chỉ ôm cô giữa trưa em cũng không ăn cái gì mà câu nói kế tiếp vừa chuẩn bị nói ra đã bị liễu thư chặn trở về cái từ kia trong khoảng thời gian ngắn cô không nghĩ lại nghe lần thứ hai Cô yên lặng liếc mắt nhìn địa phương vừa rồi mình ném khúc gỗ một cái. Lôi kéo A Duy Nhĩ nói, trước không nói cái này, đầu tiên chúng ta trở về đi, trở về lại nói với anh. Ánh mắt A Duy Nhĩ tốt, cũng liếc mắt nhìn sang địa phương Liễu Thư nhìn một cái, chẳng qua chỉ là nhìn thấy một khúc gỗ nhỏ, bên cạnh là ừm, mấy con trùng trắng nhỏ. Đó là cái gì? Tuy rằng tò mò, nhưng giờ khắc này hắn thông minh không lại tiếp tục hỏi nữa gật gật đầu nghe lời lôi kéo cô rời đi, cũng chưa quên gánh hai cái giỏ cùng đòn gánh trở về. Vừa về tới nhà thì Liễu Thư nấu nước, trước tiên tắm rửa sạch sẽ một lần rồi nói sau. A à, Duy Nhĩ khó hiểu, cho rằng cô vừa nôn ra mới như vậy, cũng không quản chỉ thành thành thật thật nấu nước. Sau khi tắm rửa xong, Liễu Thư một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra. Tóc còn ẩm ướt, nhưng hiện tại đã không lạnh, lau một nửa thì vội vàng nói với A Duy Nhĩ. Em nghĩ được làm thế nào trị thương cho Sang nô, hiện tại chúng ta phải đi tìm Vu y thương lượng một chút. A Duy Nhĩ không biết vì sao đổ phân trở về thì nghĩ ra được biện pháp, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn biết tầm quan trọng việc này, không nói hai lời trực tiếp hóa thành hình thú. Liễu thư cũng không từ chối, co rút khóe miệng rồi sải chân bước lên, thú nhân quả nhiên là chuẩn bị cần thiết cho nhà lữ hành. Lần này đi tìm Vu y có A Duy Nhĩ thay đi bộ nên không cần chim tiểu hồng. Đợi thời điểm bay đến giữa không trung, chim tiểu hồng không biết từ chỗ nào bay ra, nhìn hai người, à, không đúng là một người một thú, vui thích kêu to hai tiếng. Chờ khi bọn họ đồng loạt bay lên nhà gỗ, Vu Y đã ra mở cửa nghênh đón bọn họ, có lẽ tiếng kêu của chim tiểu hồng không phải vì làm nũng với bọn họ, là vì báo tin mà thôi. Các con đây là? Trong mắt Vu Y có vẻ vui mừng, nhưng đồng thời do dự mà không xác định, ta chuẩn bị dược xong rồi đang chuẩn bị đưa tới cho sang nô dùng, các con tới là có biện pháp tốt sao? Liễu thư vừa rơi xuống đất thì chạy vội tới, thấy Vu Y hỏi như vậy, mím môi gật gật đầu, đúng vậy, nhưng mà cái biện pháp này chỉ có thể là một cách tạm thời như vậy, còn rốt cuộc có được hay không, con cũng không nắm chắc quá lớn. Có thì tốt rồi. Vu Y vui vẻ không thôi, nói ra nhanh lên rốt cuộc là cái biện pháp gì, cần phải dùng dược gì, để ta đi chuẩn bị cái này nghĩ đến tác dụng cụ thể của biện pháp đó liễu thư yên lặng mạnh mẽ đè ép cảm giác buồn nôn xuống kiên trì nói không cần thảo dược chính là cần dòi bọ hả dòi bọ ưm, ừ. cái gì dòi bỏ trừng lớn mắt vô y trừng mắt với liễu thư không phải là thứ mình vừa nghĩ tới chứ vâng cười gật đầu đúng nha chính là cái kia người nghĩ rốt cuộc thế nào là cái cách dùng nó có chỗ lợi gì có chút gian nan nuốt nước miếng liệu pháp dòi bọ thực hữu giới y học đã chứng minh liệu pháp dòi bọ thực hữu là khả thi hơn nửa loại liệu pháp này so với giải phẫu thì ôn hòa thỏa đáng khôi phục cũng rất nhanh cho nên đây là một loại biện pháp tương đối tốt ngay từ đầu liễu thư là thật sự không nhớ tới nhưng mà đi nhà vệ sinh một chuyến dù sao linh quan chính là chợt lóe như vậy, loại liệu pháp này liền xuất hiện. Cô cũng chỉ là ngẫu nhiên xem tạp chí nhìn thấy, lúc ấy cũng chỉ thoáng nhìn qua, hiện tại có thể phát huy công dụng cũng là thật đáng mừng. Chỉ là chính là cái phương thức liệu pháp này và vật sử dụng ghê tởm một chút. Hiển nhiên vui y cũng là cân nhắc đến cái này, mặt tái một chút rồi. Rất gian nan mà chưa từ bỏ ý định hỏi, con xác định sao? Liễu thư thực bất đắc dĩ, nhưng mà rất kiên định gật gật đầu, xác định, hiện tại cũng tạm thời dùng cái biện pháp này thử xem, nếu thật sự không được mà nói. Vậy nén bi thương đi. So với mạng người và thứ buồn nôn trong lòng, rốt cuộc nên lựa chọn thế nào hiển nhiên trong lòng mọi người hiểu rõ, thương thế của sang nô cũng không thể lại kéo dài nữa. Bằng không nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ai cũng không chịu nổi, lập tức vu y liền nói, ta đi hạ sốt cho sang nô, còn cái dòi bọ kia, ha ha, các con nhìn mà làm là tốt rồi. Nói xong, Vu Y liền vào nhà ông Thảo Dược mình làm xong, triệu hồi tiểu hồng điểu, leo lên rồi khoát tay cùng hai người liễu thư, hết thảy liền giao cho các con. Liễu thư, đây là hố người hay là người hố vậy? Hung hăng dựng thẳng căng ngón giữa kinh bỉ đối với bóng dáng Vu Y chạy trối chết một phen, cho dù này thật là rất ghê tởm, nhưng bà cũng không thể chết đạo hữu không chết bần đạo như vậy chứ, Tốt xấu gì cũng là vui y được không, quả thực rất làm cho người ta thất vọng rồi. Liễu thư chúng ta phải đi bắt con dòi sao? A à, Duy Nhĩ ngốc hồ hồ hỏi. Yên lặng liếc trắng mắt, cô nghe cái từ kia liền khó chịu, còn bắt, bắt cái rắm chứ bắt. Cuối cùng bọn họ vẫn là phải đi bắt con dòi, bất quá chuyện chịu thiệt là Liễu thư không muốn làm, dòi bọ gì đó không cần quá ghê tởm được không? Cô nhịn xuống quay cuồng trong dạ dày trong lòng suy tư tìm người nào thích hợp, chọn ba lấy bốn cuối cùng lựa chọn Nô no An. Hừ hừ, cốt xấu là anh vợ tương lai, không tìm hắn thì tìm ai, liễu thư có thể nói ức hiếp Nô no An là một chút áp lực cũng không có. Các ngươi tìm ta làm gì vậy? Tìm được Nô no An, hắn đang bận việc ở nhà, trong lòng nông nhi ấy nấy luôn luôn chăm sóc sang Nô, no, chuyện trong nhà cũng nhiều, Nô no An chỉ bận rộn một mình, may tại A Ma hắn cũng ở đây, cũng cần hắn làm gì. Thời điểm tìm được hắn thì hắn đang ôm củi lửa trong phòng. Có biện pháp trị thương cho Sang Nô. Liễu Thư đi tới liền nói thẳng vào vấn đề. Thật sự hả? Nô An kinh ngạc vui mừng lên tiếng, biết em gái của mình chỉ sợ cũng là nhà người ta, Nô An cũng là thật tâm hy vọng Sang Nô có thể khỏe mạnh. Ực, ừ, có biện pháp, biện pháp gì? Cần ta làm cái gì sao? dù sao cũng không cao hứng đến phát ngốc, Nô An đột nhiên cảm thấy bọn họ tìm đến mình giống như không quá đơn thuần đâu, đang muốn trả lời thật tốt nhưng mà không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ trong nhà có đồng đội heo. Các người ở đây, còn không có đi tìm dòi bọ sao? Nông Nhi mới từ trong miệng vui y biết được liễu thư nghĩ ra biện pháp dòi bọ thực hữu. Trong lòng buông lỏng, nghĩ đến mình cũng cả một ngày chưa ăn cơm, cha mẹ sang nô cũng thế, lại nhớ trong nhà, mới chạy về nhìn xem rồi chuẩn bị làm chút thức ăn đi qua để cho a ba a ma sang cũng ăn một chút vừa mới vào cửa thì nhìn thấy liễu thư và a duy nhĩ nhất thời xúc động mới chậm rãi đi tới đúng là có chuyện cần hiện tại nông nhi một lòng chỉ muốn sang nô nhanh chóng khỏe lại bệnh cấp tính cần thầy chạy chữa quả thực là chuyện gì cũng nguyện ý đáp ứng khụ khụ ho khang hai tiếng liễu thư có chút chột dạ nhưng mà giữ vững không khí tốt đẹp học tập cùng vui y chết đạo hữu không chết bần đạo cô vẫn mở miệng cái kia cần người tìm dòi bọ cho nên mới tìm nô an a à, duy nhĩ cảm thấy tìm và bắt bản thân mình đều có thể đảm nhiệm lặng lẽ nhìn nhìn liễu thư sau đó đứng thẳng thân mình tuy rằng hắn đều có thể nhưng mà nếu liễu thư không muốn như vậy thì coi như xong con sâu nhỏ mà thôi cầm lấy cũng chứng tỏ không là cái gì anh trai vậy anh cùng đi hỗ trợ được không nông nhi không nói hai lời quay đầu trong mong nhìn nhìn anh trai nhà mình cái gì kêu là cánh tay khuỷu ra bên ngoài con gái lớn không dùng được nữ nhi như nước hắt đi ra ngoài không thu trở lại quả thực tại giờ khắc này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn a à. liễu thư giả vờ giả vịt lắc đầu cảm thán một chút trong lòng vui nghiêng trời nghiêng đất mím môi cười với nô an vậy chúng ta liền đi đi chuẩn bị sớm một chút cho tốt sang nô cũng chịu tội ít một chút lời này nói ra ánh mắt nông nhi nhìn nô an càng chuyên chú giống như hắn nếu không gật đầu đáp ứng tư thế tuyệt đối là sẽ khóc ra cho ngươi xem nô an bị buộc bất đắc dĩ nhận mệnh liếc em gái đồng đội heo nhà mình gật gật đầu được rồi chúng ta cũng nên đi vậy mọi người đều cẩn thận một chút em sẽ làm tốt cơm đợi anh trai trở về ăn nông nhi dịu dàng tính toán nhỏ mà săn sóc nói Hy vọng Nô An trở về còn có thể nuốt trôi cơm liễu thư thực không phúc hậu nghĩ Thu thập hai ba cái xong, cáo biệt nông nhi ba người liền trực tiếp đi ra ngoài. À, đúng rồi rốt cuộc chúng ta là muốn đi tìm cái gì? Vừa rồi chỉ chú ý nông nhi, thật ra Nô An cũng không quá để ý rốt cuộc bọn họ muốn tìm cái gì, hiện tại vừa ra ngoài mới hỏi. Ừ, con giòi. Sờ sờ cầm, liễu thư nói. Nga, giòi bọ, hả, giòi bọ. Nô An cúi đầu đi phía trước đi cước bộ mạnh mẽ dừng lại, sau đó trừng mắt to nhìn hai người chưa từ bỏ ý định lại hỏi, vừa rồi các người nói muốn tìm cái gì. Cụ cụ, ngươi không có nghe sai. Không có bao nhiêu thành ý đồng tình vỗ vỗ bả vai Nô An, chúng ta chính là muốn tìm giòi bọ. Đừng hỏi nó rốt cuộc chữa khỏi cho sang nô thế nào, dù sao đến lúc đó xem là được, từng, thời gian cấp bách chúng ta đi trước đi thời điểm bị túng đi nô an vẫn còn đần độn hoàn toàn không tỉnh táo lại từ trong cái tin dữ này a à, duy Nhĩ nhìn cũng cảm thấy thông cảm với tâm không đành lòng nhưng mà cũng chỉ là cảm thấy mà thôi Trước cuộc liễu thư vẫn cảm thấy dòi bọ trong nhà xí thật sự là rất ghê tởm cho dù bọn họ nhìn xuống sự buồn nôn trong dạ dày bắt những con giòi đó trở về nhưng mà nếu về sau sang nô biết cái gì bò qua trên người mình có thể ghê tởm lại cọ sát một tầng da hay không hơn nữa, nếu nông nhi có sở thích sạch sẽ không cần sang nô thì làm sao bây giờ, tuyệt đối không thể làm xấu nhân duyên người ta được, đây là sẽ bị xét đánh. Cho nên vẫn luôn ngẫm lại hay là tìm kiếm biện pháp thứ hai vậy. Đương nhiên tài liệu vẫn là dòi bọ, nhưng mà thay đổi chỗ bắt, không phải chỉ có nhà xí mới có dòi, địa phương có vật hư thối cũng có. Cảm tạ ông trời, Hiện tại trời đã có vẻ nóng trong rừng động vật đã chết không bị những con khác kịp lúc ăn luôn hẳn là sẽ hư thối, mà cũng sẽ sinh ra giòi. Liễu thư nghĩ thức ăn sinh giòi và giòi trong nhà xí. Hai cái đối lập nên quyết đoán chọn cái trước. Mà sau khi cô đề xuất, nô an biết mình đảm nhiệm bắt giòi liên tục gật đầu đáp ứng, còn kém không đưa cả hai tay hai chân đồng ý, cho nên suy nghĩ vì đại chúng, vẫn là thứ nhất tốt. A Duy Nhĩ tự tiến cử mình đi trong rừng tìm thi thể động vật hư thối, Liễu Thư vui vẻ đồng ý, đối với đôi vợ chồng kết vườn để gạt người này. Nô An cắn tay nhỏ bé tỏ vẻ mình kinh bỉ thật sâu, rất hố người oa oa. Thời điểm khi hắn biểu đạt ra bất mãn, Liễu Thư liền vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía Nô An đây là trách nhiệm của ngươi, đại cửu ca cũng không phải dễ làm như vậy, thời khắc mấu chốt là phải đi ra gánh vác. Nô An trầm mặt, sau đó dương mắt, Đại cửu ca là cái gì? Vì thế Liễu thư lại là không ngại phiền giới thiệu cho hắn một phen bản đồ quan hệ thân thích chú bác thím chị em dâu. Đợi cho Nô An đầu choáng ván mắt hoa mắt xuất hiện nhan mũi, cô vẫn còn chưa hết ngừng nói, mà Nô An đáng thương lại bị nhét một đầu óc, huynh đệ a ba là bá bá thúc thúc, chú bác chị em của a ma là gì, bạn lữ em gái là muội phu, mà chính mình là đại cửu ca. Loại quan hệ phức tạp này liên tuyến đồ Tốc độ A duy nhĩ vẫn là rất nhanh. Ngay tại thời điểm Nô An đang cố gắng tiêu hóa tri thức mình vừa học được, hắn đã chuyển động một vòng ở cánh rừng bên ngoài bộ lạc. Hơn nữa đã biết nơi đó có động vật hư thối, Liễu Thư chấn động tinh thần, cũng không nói nhiều, lấy ra một cái bình nhỏ từ trong lòng đưa cho Nô An nói: Nhanh đi bắt đi. Nhớ rõ bắt nhiều một chút, mệnh mội phu của ngươi chỉ trông vào ngươi. Nô An đi vẫn nắm lấy cái bình ánh mắt đặc biệt u oán liếc mắt nhìn đôi vợ chồng này một cái, sau đó mở cánh cánh bay đi. Hắn, hẳn là không có việc gì chứ. A à, Duy Nhĩ tỏ vẻ mình có tâm đồng tình. An tĩnh đi, phải tin tưởng hắn. Liễu Thư cười hì hì. Ừ. Quyết đoán vứt bỏ đồng tình nhỏ bé. Đợi không qua lâu, trong tầm mắt mới xuất hiện bóng dáng Nô An, hai người đi qua nghênh đón, đợi cho thời điểm thú nhân rớt xuống thì nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn xanh trắng một mảng, thấy thế nào cũng là dáng vẻ không tốt. Liễu thư ấy nấy nho nhỏ, ngượng ngùng tiến lên nói, cái kia, không có việc gì chứ. Không, sao? Cắn răng, từ trong kẻ răng bật đi ra hai chữ. Ha ha! Gãi đầu, cười nhẹ, không có việc gì là tốt rồi, là tốt rồi, vậy chúng ta. Cho cô một phen đưa cái bình đi qua, từng, hắn muốn tìm một chỗ để mà nôn một chút. Được được, cho chúng ta, ngươi không có việc gì thì. A Duy Nhĩ vô cùng thức thời tiếp nhận, vội vàng trấn an. Nhẹ buông tay, Nô An xoay người bỏ chạy. Hắn nhịn không được. Nhìn bóng dáng hắn lao nhanh, Liễu Thư chậm rãi lắc đầu thật là làm khó hắn nha. Cái bình đưa cho Nô An là có chứa nắp, hiện tại đã đậy kín, Liễu Thư không có lòng suy tư nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái dạng gì, nếu dòi cũng đã tới tay, như vậy cũng không cần trì hoãn, lúc này mới nói, chúng ta đi nhanh đi, vừa vặn trước dùng thử xem. Được. Nhìn về phía Liễu Thư sủng nịnh cười, A à Duy Nhĩ lôi kéo cô đi. Hiện tại nhà sang nô rất im lặng, đến không phải không có người, mà là mọi người đều không dám thở mạnh, sợ quấy rầy sang nô, dù sao hiện tại hắn thập tử nhất sinh, Tâm tình mọi người đều rất kém. Hai người chạy qua, nơi này đã không nhiều người giống như buổi sáng. Nhiều người cũng không tốt, dù sao đều không giúp được cái gì, nhưng mà mấy người y qua lại tới đây, chắc là biết Liễu Thư đi qua, lúc này không thấy hai người bọn họ trở về, đều đứng lên. Vu Y nói các ngươi đi tìm biện pháp thế nào? Ca Thi tính nôn nóng hỏi. Này. Nhìn về phía A Duy Nhĩ gắng sức biểu môi phối hợp ăn ý, thú nhân dơ dơ bình trong tay lên. Đó là cái gì hả? Cathy tò mò, muốn nhìn một chút. Muốn nhìn cũng được, xem xong đừng hối hận. Liếc mắt cô nàng một cái, liễu thư lành lạnh nói. Tay vương đi dừng lại, có những lời này, trong lòng cô nàng đột nhiên treo lên, chẳng lẽ bên trong có gì đó rất đáng sợ, trong lòng không yên nhưng lại càng thêm khó nhịn. Tò mò cũng là loại bệnh, phải trị trước cuộc ca thi vẫn khống chế được tiện tay của mình, không dám đi mở bình nhìn xem đến cùng là gì, nhưng mà trong lòng lại nghĩ đợi lát nữa lúc sử dụng mình vụn trộn xem còn không được sao? các con đã trở lại. Vu Y không biết khi nào thì từ trong phòng đi ra, tạm thời ta hạ sốt cho Sang Nô một chút, nhưng mà miệng vết thương lại không quá dễ trị, vẫn không được. đã tìm được đồ rồi sao? chúng ta liền bắt đầu đi, nhanh lên. vài người đều lục tục vào nhà cũng may trong gian phòng đủ lớn, nhiều người cũng không có vẻ chen chút. Cái bình trong tay A Duy Nhĩ đứng phía sau phá lệ hấp dẫn chú ý của mọi người, mọi người đều rất tò mò rốt cuộc trong cái bình này là cái gì vậy. Vu Y cũng chỉ nói cho cha mẹ Sang Nô và Nông Nhi. Y Oa Ca Thi đều là sau này mới đến bà cũng không nhiều lời, cho nên cũng không biết. Xúc da thú lên, chân Sang Nô bại lộ ra ở trong không khí, trong thời gian ngắn ngắn không thấy, miệng vết thương đó lại hình như chuyển biến xấu máu đỏ mũ vàng đều trộn cùng một chỗ một mùi vị khó ngửi lao tới a à duy nhĩ mở ra đi liễu thư liếc mắt nhìn phía sau một rồi nói vẫn nên để cho ta đi nói chuyện là a ba sang nô mọi người đều gọi hắn là đại thúc nát Xô nát sô là biết trong bình này là đựng cái gì mọi người đều vì con của ông mà bôn ba ngược lại bản thân ông không làm gì thẹn trong lòng mà dòi bỏ lại rất ghê tởm, thật sâu cảm thấy vẫn là không cần lại khó làm người ta, tự mình đến là tốt rồi. A à, Duy Nhĩ cũng không phải một người toàn cơ bắp, thời điểm tìm kiếm thi thể động vật hư thối là đã nhìn thật kỹ con dòi, sau đó chính là quyết đoán quay đầu chạy lấy người, loại kỹ thuật sống này vẫn là nô no an đến đây đi, hắn thật tình đỡ không nổi. Hiện tại nát xô nguyện ý làm giúp, quả thực vạn phần cảm tạ lúc này rất trôi chảy nhét vào cái bình nhỏ vào trong tay đại thúc nát xô. Thân mình vừa chuyển đến bên cạnh liễu thư, cẩn thận che chở cô cách bên giường xa một chút, con mắt không cẩn thận nhắm vào là muốn tẩy mắt. Nát xô bị nhét một tay nói, ngươi cũng không biết là ta đang nói lời khách sáo sao. Mọi người đều theo dõi bình trong tay hắn, nát xô cũng hiểu được không thể lại chờ đợi, bằng không nếu thương thế lại xuất hiện cái cái gì ngoài ý muốn cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận nổi, cũng không do dự nửa tay vặn một cái vặn ra nắp bình. Đây rốt cuộc là cái gì hả? Ca thi ngốc hồ hồ sát tới, nhìn chầm chầm chuyên chú xem, đợi một lát sau rốt cuộc nhìn ra đến trong bình rốt cuộc là cái thứ thần kỳ gì, thì mặt trắng toát, che miệng xoay người rồi chạy ra khỏi phòng, đồng thời còn có thể rõ ràng nghe được tiếng nôn mửa. Có thể thấy được trình độ khó chịu ha ánh mắt mọi người đều dừng lại hình ảnh ở đại thúc trên người nát xô điều này làm cho đại thúc thật là áp lực lớn như núi nha nha nói đừng nhìn ta 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 cũng vừa mở ra được rồi hắn thừa nhận vừa rồi thời điểm mở ra ánh mắt của hắn đã không quên xem xét trên bình nhưng ai biết ca thi lại ngốc như vậy đâu nhìn bộ dáng ca thi thì biết phương diện này tuyệt đối không phải thứ tốt a lịch y hai mặt liếc mắt nhìn nhau một cái đều may mắn vừa rồi mình không sát tới không nghe thấy bên ngoài tiếng nôn ói thiếu chút nữa phun ra mật xanh sao, rất đáng thương. Trong lòng thì âm thầm may mắn vì chính mình tránh được một lần mà thở một hơi, rốt cuộc vẫn nghĩ cho bạn tốt. Đều bày tỏ đi ra xem, hài. Người trong phòng đi ra một nửa, liễu thư dám chứng tỏ, tuyệt đối là bị dọa đi. Cho dù đều đi rồi, vợ chồng nát xô cũng không thể đi, cho dù sắc mặt cũng không tốt, nhưng Amasano vẫn là cố nén lại, đi đến bên người đại thúc nát xô nói cái này cũng sắp dùng đi nói xong nhìn về phía liễu thư hỏi nơi này cũng chỉ có cô hiểu công việc đúng đúng sửng sốt một chút phản ứng lại liễu thư lấy ra chiếc đũa nhỏ gọt kỹ đã sớm chuẩn bị tốt đưa cho nát xô chú nát xô ngài cứ gấp những con giòi rồi bỏ lên miệng vết thương của sang nô nhìn để cho chúng nó bò ra ngoài chịu đựng buồn nôn liễu thư cắn răng nói như vậy chúng nó sẽ tự động ăn luôn thịt thối trên miệng vết thương sang nô gật gật đầu chú nát sô tiếp nhận chiếc đũa lúc này tư thế cũng là chịu đựng không khỏe từng bước một dựa theo như lời của cô mà làm dùng chiếc đũa kẹp lấy con giòi trong bình cẩn thận đặt trên miệng vết thương của sang nô thẳng đến khi liễu thư cảm thấy tạm được mới thôi cứ như vậy nhìn sang nô còn trong mê man nát sô không xác định nói tạm thời cũng cứ như vậy đi May nhờ Vu Y hạ sốt cho Sang Nô, có thể kiên trì nhiều thêm một chút. Chống nạnh nhẹ giọng, trong lòng Liễu Thư thoáng chút thả lỏng, Sang Nô trở về thì không chưa ăn cơm đi, hiện tại cũng không thích hợp ăn, nên làm chút nước canh gì đó đút cho hắn, uống không được thì đổ, phải bổ sung dinh dưỡng, từng, chính là thể lực. Được, các con cũng trở về đi, đều mệt mỏi một ngày rồi. Nát xô băng khoan. Vậy được rồi, ta và các con đi cùng nhau, còn phải đi về chuẩn bị thuốc cho sang nô nữa vui y thấy mọi người đều đi rồi bà ở lại cũng không tốt hơn nữa quan trọng hơn là bà không muốn ở cùng một chỗ với nhiều giò như vậy vợ chồng nát xô đưa bọn họ đi ra ngoài mới ra tới cửa thì nhìn thấy nông nhi ôm một cái giỏ nhỏ đi tới nhìn sắc mặt mọi người thả lỏng thì ánh mắt đều trở nên sáng lên vài phần mọi người sang nô thế nào thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hỏi ra một câu như vậy. Hiện tại thì phải xem chính hắn. Liễu thư cũng không thể cam đoan cái gì, cái kia, biện pháp đã dùng tới, thì phải nhìn xem tình huống tiếp theo. À, tuy rằng thất vọng, nhưng ít ra không phải tuyệt vọng, nông nhi cảm thấy có hy vọng, chỉ cần điểm ấy là tốt rồi, gật gật đầu nhìn về phía vợ chồng nát xô nói, a bá a à sao hai người mệt một ngày, còn chưa có ăn cái gì, con làm cơm, ăn trước một chút đi. Liễu Thư đột nhiên có chút đáng thương cha mẹ sang nô, lặng lẽ nghiêng mắt nhìn lại. Chỉ thấy mặt hai người đầu tiên là tái đi, sau đó lại là đỏ lên, tiếp theo thì biến ảo giống như bản pha màu, cuối cùng vợ chồng hai người xanh mét cùng nhau chạy tới, cốc tường và tiếng nôn tháo truyền đến. Thời điểm che miệng đi ngang qua bên cạnh nông nhi, có chút đồng tình vỗ vỗ cô, cơm trước mang về đi, vợ chồng chú nát xô hiện tại hẳn là không quá muốn ăn, tuyệt đối cũng không muốn nhìn đến có được không. à, vậy được rồi. miếng miệng, thật ra thì nông nhi nhìn thoáng, cũng không thương tâm bao nhiêu, ngược lại nói, anh trai vừa mới trở về, ta không để dành cơm cho hắn, cái này vừa vặn cho hắn ăn. liễu thư đã không biết nên nói cái gì cho phải, thở sâu rồi túng a duy nhĩ kiên định rời đi, đồng thời trong lòng yên lặng thắp một nén hương cho nô an đáng thương chúc mừng hắn. Về nhà cũng không sớm, trải qua một ngày ép buộc như vậy Liễu Thư không quá muốn ăn cái gì, nhưng nhìn nhìn thú nhân, cô vẫn sốt dậy tinh thần nấu cơm, chẳng qua mới động thủ đã bị A Duy Nhĩ ngăn cản. Anh đi nấu cơm, trong nồi có nước ấm, em đi gột rửa, đi ngủ sớm một chút đi hôm nay mệt muốn chết rồi. A Duy Nhĩ thanh âm ấm áp lời nói nhỏ nhẹ. Vương tay sờ sờ đỉnh đầu cô mà thật đau lòng nháy mắt bị cảm động đến mắt nước mắt lưng tròng giang hai cánh tay hung hăng ôm chặt hắn một cái quyết đoán tắm rửa đi ngủ cô thật sự mệt mỏi quá ai nhà có một thú như có một bảo bối quả thực ông lấy cô luyến tiếc buông tay a à, duy nhĩ tay chân nhanh nhẹn pha xong nước cho liễu thư đợi khi cô tranh thủ đi lấy quần áo trước mặt chính là một thùng nước tắm tràn đầy trong lòng quả thực cũng trở nên ấm áp lúc này cũng không keo kiệt chút nào mà thưởng cho một cái hôn sau đó không có sau đó cô trực tiếp bị tên nào đó hóa thú tính ông lấy ném tới trên giường làm vận động đi tình hình sau đó a duy nhĩ thần thanh khí sản đứng dậy đi đun nước nấu cơm nước tắm đều lạnh phải chuẩn bị một lần nữa hơn nữa trải qua một hồi vận động kịch liệt như vậy liễu thư vốn không đói bụng cũng cảm giác trong bụng trống trơn nhu cầu cấp bách là lấp đầy bụng liễu thư nằm ở trên giường cắn khăn tay quệt miệng cảm thấy mình quả thực nhìn lầm người cứ như vậy bị ăn sạch sẽ, quả thực, rất không khoa học, thú nhân hàm hậu thành thật thế nhưng cũng sẽ đùa giỡn tâm nhãn. Cô cảm giác được hình như ác ý đến từ thế giới này, rất hố cha, hoa oa Đợi ăn xong cơm chiều, tắm rửa sạch sẽ một trận, hai người nằm trên giường, liễu thư còn rất quán niệm. Thú nhân biết mình chọc người xù lông cũng hiểu được phục thấp làm thiếp, tận lực thuận mau lông. Thật vất vả trấn an xong, lại tìm chết động thủ động cước. Còn không đợi cô phản kháng đã trực tiếp ngăn chận miệng. Nói cái gì cũng nói không nên lời. Vì thế, lại là một một đêm dài mà kích tình. Ngày hôm sau Liễu Thư là xoa thắt lưng đứng lên, thiếu chút nữa thì không đứng lên nổi, đồng thời nhớ tới hết thảy tối hôm qua thì cô oán hận nện giường. Hôm qua thú nhân còn kém không lộ bản tính ra đến đây, hóa đen rồi, thiếu chút nữa thì nuốt sống cô. Nghĩ tới thương thế của Sang nô, sáng sớm thu thập xong chuyện trong nhà thì cùng a duy nhĩ đi thăm trên đường a duy nhĩ đầy đủ ân cần cẩn thận chăm sóc cô đối với cái này liễu thư một mực đưa lên một quả khinh bỉ quả nhiên là mặc kệ hắn sớm biết có ngày hôm nay thì tối hôm qua làm vậy mà chi hừ thời điểm đi đến thì một nhà sang nô đều ở đó ngay cả nô an nông nhi đều có mặt nhìn sắc mặt bọn họ tâm liễu thư lặng lẽ buông xuống xem ra tình huống rất tốt quả nhiên vừa thấy bọn họ xuất hiện, nông nhi liền đi lên đón đầu tiên, trên mặt không còn là sầu mi khổ kiểm ngày hôm qua, mà là tràn ra một cười nụ tươi. Hai người đến đây, mau đến xem xem sang nô, thương thế của hắn tốt hơn rất nhiều, sốt cũng giảm đi nhiều, chỉ là còn có chút sốt nhẹ. Thật là thật cảm ơn các người. Nông nhi thì miễn bàn có bao nhiêu kích động, kỳ thực trong lòng cô đối với con giòi này cũng không tin tưởng bao nhiêu nhưng hôm nay cũng chỉ có thể ngựa chết làm thành ngựa sống lại không nghĩ rằng trôi qua một đêm địa phương hư thối huyết nhục mơ hồ trên miệng vết thương của sang nô thế nhưng thật sự bị rửa sạch vừa thấy được cái tình huống tốt đẹp này toàn bộ mọi người chấn động tinh thần hy vọng trong lòng dân lên lớn hơn nữa như vậy là tốt rồi ta đến chính là nhìn xem thế nào vội ta cũng yên tâm lặng lẽ lau mồ hôi đây tuyệt đối là đánh bậy đánh bạ nha một khi thịnh tình đã mời, hai người liễu thư thật đúng đã vào nhà nhìn xem sang nô. Cái chân bị thương của hắn cái là trọng điểm bảo hộ. Phía dưới lót đồ, chân cũng lót, cũng tốt làm cho thương thế khôi phục một ít. Sau khi vào nhà, có vết xe đổ nên liễu thư không nhìn lại hướng phần chân của hắn, toàn theo dõi mặt hắn, dù sao cô không muốn phun hết thức ăn buổi sáng ra ngoài. Xem mặt sắc sắc thực tốt hơn rất nhiều trên mặt sang nô -no đã không còn tái nhật không có huyết sắc giống như ngày hôm qua bình thường không ít xem ra là thật sự gắn gượng qua ít nhiều nhờ hai người chú nát xô thở dài một tiếng bằng không ai về sau có chuyện gì cứ việc tìm ta đây là hứa hẹn báo ân liễu thư cười cười nếu cô thực sự có chuyện gì thì người bộ lạc làm sao có thể không quan tâm căn bản không cần mấy cái này chú nát xô đều là chúng con nên làm Chúng ta cũng hy vọng Sang Nô nhanh chóng khỏe lên, như vậy là Sang năm có thể khế ước cùng Nông Nhi. Hiện tại Nông Nhi biểu hiện cũng đã đủ làm cho người ta biết cô ấy đã tuyển định Sang Nô, cho nên lúc này Liễu Thư vui đùa không hề áp lực. Còn không phải sao, Nông Nhi nghe xong quả nhiên trên mặt đỏ bừng. Nhưng mà làm anh trai bị đoạt em gái, Nô An vẫn không giấu vết liếc mắt trừng Liễu Thư một cái, nhưng cho dù lặng lẽ như vậy vẫn bị A Duy Nhĩ phát hiện vì thế hắn đã bị một nắm đấm thị uy, nhất thời bị đè nén nuốt lời muốn nói vào trong bụng, được rồi, hắn biết rõ đánh nhau gì đó thật đúng không phải là đối thủ của A Duy Nhĩ. Mấy người đang nói dẫn nơi này. Hình như Sang Nô nằm trên giường cũng cảm nhận được, trầm rì một tiếng có dấu hiệu tỉnh lại, mấy người đầu tiên là cả kinh, sau đó lại là vui vẻ, vợ chồng chú Nát Xô và Nông Nhi trước tiên xông lên hỏi hang ân cần thân thiết. Cùng liếc nhìn nhau với A Duy Nhĩ, Lặng lẽ đi ra ngoài, nơi này đã không cần bọn họ nữa rồi, vẫn là không cần quấy rầy thời khắc ấm áp này của bọn họ có vẻ tốt. Mà Nô An thấy mình dù sao chen chút không hơn cũng yên lặng rút đi, sang Nô không sao hắn cũng yên tâm tảng đá trong lòng, ai, dù sao cũng là, ạc, đại cửu ca. Hôm nay A Duy Nhĩ không cần ra ngoài săn bắn, liễu thư mệt nhọc một đêm toàn thân bủng rủng, cũng lười làm việc cũng bởi vì oán niệm nên hôm nay hết sức ép buộc A Duy Nhĩ, nấu cơm rửa chén giặt quần áo toàn bộ để cho hắn làm. Mà thú nhân đều là luôn sủng nịnh đối với cô, vui vẻ chịu đựng, làm cho cô có tức cũng không có chỗ phát ra. Trong lúc rảnh rỗi vừa vặn nghĩ tới vẫn cái bàn trà vẫn nghĩ mà chưa làm ra, nghĩ vậy cô liền cười âm u, món đồ da bạo sinh ra, nhất định phải làm cho con hàng trong nhà này phải nếm thử nếm thử tư vị quỳ cái bàn trà, bằng không không phải là ủy khuất cái bàn trà vẫn giặt quần áo rồi. Đúng, chính là dài như vậy, hiện tại anh hẳn là dùng móng vuốt vạch ra từng cái khe rảnh. Ngồi trên ghế nhìn A Duy Nhĩ bận việc, liễu thư cái gì cũng đều không hiểu, nên động mồm mép, nhìn hắn thật vất vả ép buộc ra một cái bàn trà sắc hình thức bằng gỗ, lần này vừa lòng gật gật đầu. Trên mặt đất cô vẽ đại khái hình thức cái bàn sát. Hiện tại khiến cho A Duy Nhĩ chiếu theo làm, thú nhân yên lặng gật đầu sau bản thân mình nửa thú hóa ra hai cái lợi trảo thật cẩn thận ôm lấy tiếp theo bào tấm ván gỗ liễu thư co rút khóe miệng khô càng nói khí lực không cần dùng lớn như vậy trước kia thời điểm khắc chén không phải rất tốt sao a à, duy nhĩ ủy khuất miếng môi tóm lại là có điểm không giống mà nhưng mà hắn cũng không dám phản bác ngoan ngoãn thành thành thật thật làm một lần nữa bộ dáng đó làm cho liễu thư thật đúng rất đau lòng nhưng ngẫm lại hành vi ác liệt của hắn thì quyết định vẫn hông lạnh trước rồi nói sau. Cuối cùng sau khi làm xong ba tấm ván gỗ, rốt cục thì A Duy Nhĩ làm ra được giống khung giống dạng. Liễu Thư ghét bỏ nhận lấy, ngay tại khi hắn thở dài nhẹ nhõm. Chợt nghe thấy cô xa xôi đến một câu, cũng không tệ lắm không ngừng cố gắng, em còn nói đưa cho mấy người y oa nữa, vừa vặn anh đều làm đi. A Duy Nhĩ á khẩu, hắn quả nhiên là chọc bạn lữ nhà mình xù lông, thuận mau lông cũng không được. Sau khi A Duy Nhĩ dốc hết tâm huyết hoàn hảo làm ra bốn cái bàn xác thì Liễu Thư mới buông tha hắn, sau đó vui rạo rực ôm ba cái bàn xác khác đi tặng lễ, thú nhân cũng chỉ có thể nhận mệnh theo ở phía sau, vẻ mặt đau khổ. Ha ha, đây là cái bàn xác, ừ, cảm giác xác thực không tệ. Ca Thi thu được lễ vật vuốt khe rảnh mặt trên, cười thực ý vị thâm trường, Á Bì ở một bên đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Lặng lẽ tới gần A Duy Nhĩ, đưa tay chọc chọc hắn. Ai, sao lại thế này? Hả, đó kêu cái bàn trà sát quần áo. Tạm thời A Duy Nhĩ còn không biết tác dụng cụ thể cái bàn sát này, nói thực thản nhiên, ừ, hy vọng bọn nó như thế nào cũng sẽ như thế. Trà sát quần áo giặt quần áo hả? Tên này rất dễ phân biệt, nghe cũng có thể nghe ra được có liên quan cùng quần áo. Nhất mày cười xấu xa, đây đều là ngươi làm à, ồ, thế nào lại chọc giống cái nhà ngươi rồi? Thực dễ nhìn ra A Duy Nhĩ quể oải. nghiêng liếc mắt nhìn Á bị một cái, liễu thư ngưng hẳn nói chuyện phím cùng ca thi, một phen sải bước qua khoát tay A Duy Nhĩ, cười vô cùng sáng lạng nói với ca thi, dịu dụng cái bàn sát này lần trước cũng đã nói với ngươi rồi, nhớ rõ thí nghiệm một chút há, tuyệt đối là vật gia dụng tốt. Ông cái bàn sát thẳng gật đầu, Cathy cũng là dáng vẻ vui vẻ vì mình nhặt được bảo, nhìn bộ dạng như có như không liếc mắt một cái như vậy á bì lại càng không hiểu ra sao, trong lòng suy đoán càng sâu. Liễu thư tỏ vẻ, thú nhân nhà mình vẫn là chỉ có mình khi dễ mới tốt, những người khác toàn bộ đứng sang bên. Không biết không đánh không mắng là tai họa đi, cuộc sống hàng ngày là cần tình thú, cho nên cười trộm á bì, nhà ngươi vẫn là tự giải quyết cho tốt đi, hừ hừ. Qua hai ba ngày, Liễu Thư lại cố ý đi thăm sang nô vài lần, Liệu Pháp dòi bỏ thực hữu quả nhiên là có căn cứ đáng nói, chỉ mấy ngày qua đi thì chỗ hư thối trên miệng vết thương đều bị rửa sạch gần hết. Sang nô cũng giảm sốt, dược của vu y vẫn là dùng rất được, mà miệng vết thương đang từ từ khép lại, cái này là thời kỳ rốt cuộc thoát ly nguy hiểm. Chuyện thật đáng mừng này lại được truyền trụng trong toàn bộ bộ lạc, tộc nhân dực hổ tộc lại cao giọng sướng lên, đồng thời liễu thư ở bộ lạc cũng cảm nhận được thiện ý lớn nhất. Mà cô thì sao? Cũng càng thêm yêu thích con người sự việc ở nơi này, quả nhiên thói quen là một loại bệnh chung. Thời gian như dòng chảy, ở sau khi hạ xuống một trận mưa phùng thì mầm khoai lang cũng mọc tốt lắm, mọi người bắt đầu trồng xuống. Bộ lạc nhiều người như vậy, mỗi nhà mỗi hộ nửa mẫu cũng không ít, cho nên mầm khoai lang trên ruộng ương của liễu thư là không đủ nhưng là cô nhớ tới một cái biện pháp khác chính là các đoạn dây khoai lang thì cũng giống như trồng nho trực tiếp cắm vào đất như vậy một dây có thể cắt ra được rất nhiều cũng không sợ không đủ duy nhất chính là không có cây kéo dao của cô lại cộng thêm dao găm thụy sĩ thì có hai thanh bên trong dao găm thụy sĩ có nhiều công năng cây kéo nhỏ gì đó cũng không thiếu nhưng mà cô cũng không thể vì cái này mà lại hủy nó đi rất đáng tiếc, về sau nếu có chỗ lợi gì, mang theo một thanh dao găm thụy sĩ, và chỉ mang một cây đao, khác biệt rất lớn. Không có biện pháp chỉ có thể còn phải nghĩ, may mắn cô cái khác thì không nhiều lắm chính là nhiều ý tưởng. Chọn tới chọn lui liền chọn vỏ con trai sông, rìa cạnh của nó sắc bén, ít nhất so với thạch đao gì đó thì dùng tốt hơn. Cho nên liền dặn dò mọi người xuống dưới nước mò ngọc trai. Tách thịt trai ngọc ra còn có thể dùng để ăn, có ngọc trai mà nói còn thu thập để làm trang sức, vỏ trai ngọc thì tự nhiên lấy làm dao mà sử dụng, mài một chút quả thật đúng là rất nhanh. Vì thế hôm nay thừa lúc trời còn đang hạ cơn mưa phùng lất phất, phần đông giống cái toàn bộ tề tụ ở nhà liễu thư. Từng người cầm cái giỏ bệnh, sắp hàng ngồi cắt dây khoai lang. Từ trong ruộng ươm của liễu thư cắt một gánh dây khoai lang, bản thân cô thì cầm cây kéo nhỏ làm mẫu cho mọi người cắt ra hình dạng xéo, như vậy găm vào bên trong đất là có thể sống cái này đơn giản chỉ hơi làm mẫu một chút là mọi người cơ bản đều đã biết mỗi người đều cầm võ ngọc trai thật cẩn thận cắt xuống cắt xong đều bỏ vào trong giỏ mây mình mang đến công tác như vậy cũng không khó cũng không nhàm chán đều nói ba nữ nhân một đại diễn nhiều giống cái như vậy thêm cùng một chỗ ngay cả là xã hội nguyên thủy giải trí thiếu hụt cũng làm cho mọi người tán gẫu khí thế ngất trời chỉ là vì rất nhàm chán cho nên mọi người mới bác quái đi. Nói chuyện phím tán gẫu. Không biết nói như thế nào đã nói tới thú nhân các nhà, vừa nhắc tới nhà mình mọi người gần như đều không khác nhau lắm vừa ghét bỏ vừa vui mừng. Đây là cái gọi là nghĩ một đằng nói một lẻo đi, mọi người tán gẫu vui vẻ thì bắt đầu kéo tới một ít gì đó. Hắc, Chinh Na, con cũng không nhỏ, A Lịch Ca Thi đều lớn tầm như con, đều đã có bạn lữ, chừng nào thì con tìm một thú nhân hả nói chuyện là một vị a sao cao tuổi mà đối tượng bà nói chuyện là giống cái chinh na được coi là xinh đẹp nhất bộ lạc chinh na chỉ ở một mình một người nếu như không muốn cày cấy bộ lạc cũng sẽ tiếp tế cô ta nhưng mà hiển nhiên cô ta là người bên trong kiên định đi theo đại bộ phận làm ra nửa mẫu tuy rằng này đại bộ phận đều là các thú nhân theo đuổi cô ta hiến ân cần hỗ trợ nhưng không thể phủ nhận cô ta thật là một giống cái rất tốt. Ở trong một đám người cười đùa, Chinna vẫn rất trầm mặc. hiện tại nhắc tới cô ta cũng không thấy cô ta nói cái gì, tính tình cô ta luôn luôn có chút lạnh, nhưng mà cũng biết cô ta làm người nên mọi người cũng không thậm để ý, mà chỉ bởi vì cô ta là cái dạng này dù sao cũng làm cho ca thi nhìn cô ta không thuận mắt. Cũng không phải chán ghét, ừ, tạm thời có thể nói là loại oan gia khác đi đừng không nói lời nào thích thú nhân nào thì nói ra là được trong bộ lạc thật nhiều thú nhân ưu tú cũng đừng bỏ qua liễu thư còn nhớ rõ lại một lần ca thi từng nói với cô cô ấy thấy chinh na hình như có chút ý tứ đối với kha mân lúc ấy cô nàng còn cười đặc biệt không có ý tốt hiện tại thấy cô nàng giả vờ giả việc nhắc tới chuyện này như vậy nhất thời có chút không nói gì ôm trán con hàng này hóa chính là cái người e sợ thiên hạ không loạn không nhọc cô quan tâm biết con hàng này rốt cuộc là có tâm tư gì, Chinh Na càng mặc kệ cô nàng, mắt cũng không nâng một chút nói. Ai, ta nói thật cho cô đấy. Ca Thi còn cứng miệng. Cũng không để ý liễu thư lôi kéo, trợn mắt chớp cũng không chớp, thú nhân tốt đúng là càng ngày càng ít, khụ khụ, còn chưa trưởng thành thì cô cũng chướng mắt, nếu còn không hạ quyết định đều bị người khác định đi rồi. Bởi vì Ca Thi thuyết giáo cho Chinh Na, mọi người cũng đều thiện ý cười nhìn, cũng không tiếp lời ngăn cản, ngược lại hưng trí bừng bừng. Mà liễu thư sâu sắc biết bộ dáng con hàng này là cái gì, lắc đầu quyết định mình mặc kệ, dù sao cũng không xen vào, chỉ cần đừng làm ra trở ngại sẽ không sao. Ở trong mắt cô thì á bì nhà cô là tốt nhất, cô cũng đã túng lại, ta sẽ không tranh với cô. Chinh Na trả lời tương đối sắc bén, chặn được miệng ca thi một hồi lâu mới thở dài, hung hăng trừng mắt liếc cô ta một cái. Tức giận nói, nếu cô không cảm kích coi như xong, ai, thú nhân tốt giống như Kha Mân, nên tìm một giống cái tốt ôm nhu săn sóc biết lạnh biết nóng. Chinh Na vùi đầu khổ làm rốt cục có phản ứng, phản ứng của cô ta chính là ngẩng đầu hung hăng trừng mắt ca thi, bộ dáng đó tựa như chịu ý tưởng của cô nàng. Ca thi có chút ngoài ý muốn, cũng có chút bị làm sợ. Nhưng vẫn là con vịt chết còn mạnh miệng trách móc, nhìn ta làm gì, vốn chính là như thế, Cô không cần còn không cho người khác muốn à, ai nói ta không cần. Hai mắt chinh na phun hỏa. Vậy cô thích phải đi nói chứ? Chớp mắt, Ca Thi thực vô tội. Cô quản ta nói hay không, xen vào việc của người khác. Hừ. Nha. Thì ra chính cô có ý tưởng ha. Còn thật sự gật gật đầu, Ca Thi tiếp tục bận rộn dây khoai lang của mình, giống như người tranh phong vừa rồi không phải là cô nàng Liễu thư ôm tráng thở dài, dân bản địa đều như vậy, đơn độc ngu xuẩn, còn ca thi, cô thật sâu tin tưởng hẳn là gần đỏ thì đỏ gần mực thì. Phi Phi, là bởi vì bị cô ảnh hưởng. Nhìn xem Chinh Na. Vì đồng tình cô ta mà khóc chút nước mắt cá sấu, hy vọng trải qua việc này, chỉ số thông minh đề cao một chút, thật tình. Trong lúc bất chợt Chinh Na rốt cuộc biết mình bị lừa trong hố, nhìn thấy giống cái khác chung quanh tán thành mới phản ứng kịp cho dù cô ta cao lãnh tới đâu cũng không tự chủ được mặt bạo hồng, ca thi chết tiệt, cô ta tuyệt đối là cố ý. Cô, làm sao có thể? a, à, thì ra Chinh Na thích Kha Mân Nha. Có giống cái kinh hỉ mà không sợ chết nói ra thực sự, sau đó đều là tiếng mọi người ồn ào rối rít bừng tỉnh đại ngộ. Cái tráng Chinh Na toát ra một cái lại một cái chữ giếng, nhìn lại nhẫn, vẫn là không nhịn được, một phen đứng lên sách giỏ mây của mình, ta đi trước bỏ lại một câu như vậy. Xoay người vội vã chạy lấy người, nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì cô sẽ bị nội thương. Vừa lòng chưa? Nhìn bóng dáng Chinh Na gần như chạy trối chết, Liễu Thư trợn mắt với Ca Thi. Đó là đương nhiên. Không nghĩ tới con hàng này còn đắc ý giàu dạc cô ta đã không dám nói ra thì mình giúp cô ta vậy, đều qua như vậy rồi. Hai người bọn họ ngày thường nhiều lắm gặp nhau vài lần, ngay cả tay nhỏ bé cũng chưa kéo qua, mình cũng sốt ruột thay bọn họ. Liễu Thư rất muốn đáp trả một câu, thật sự là hoàng thượng không vội lại gấp chết tên thái giám nhà ngươi. Nhưng nghĩ đến cô nàng hẳn là không biết đây rốt cuộc là có ý tứ gì, yên lặng nuốt lời muốn nói trở về, vẫn có chút lo lắng chinh na, nhíu mi nói, còn không biết tâm ý của Kha Mân đâu, ngươi tùy tiện nói ra như vậy, nếu Kha Mân không có ý tứ này, chinh na khó chịu bao nhiêu cô vẫn nghĩ mấu chốt thân là giống cái da mặt mỏng. Ca thi hình như cũng hiểu được mình lỗ mãn. Gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn mạnh miệng nói, Kha Mân cho tới nay cũng không có thích giống cái, hai người bọn họ vừa vặn. Có một số việc không phải ngươi nói tốt thì là tốt đâu, cô thở dài một tiếng chỉ có thể cầu nguyện Kha Mân cùng Chinh đều có cái ý tứ kia, tốt nhất là lưỡng tình tương duyệt. Bởi vì hạ mưa xuống, thổ địa đều ẩm ướt thừa dịp cơ hội này trồng khoai lang là hết sức thích hợp nhất, thừa dịp mưa này tỷ lệ mầm sống cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Cho nên hôm đó sau khi chuẩn bị xong mầm khoai lang, tất cả mọi người đều chọn gánh đến trong đất trồng, mà bởi vì có mưa đại bộ phận thú nhân đã ở, cùng nhau bận rộn ngược lại làm tới khí thế ngất trời. Nửa mẫu làm nhanh, nhưng bởi vì cắt dây mầm nên thời gian trì hoãn. Phải dùng một ngày toàn bộ lạc mới nghiêm chỉnh trồng xong. Mầm móng đã trồng xuống, mọi người nhìn mầm khoai lang khỏe mạnh trưởng thành dưới cơn mưa trong lòng giống như đều dâng lên một loại ánh lửa từ sau khi trời mưa xuống mấy trận mùa hè cũng lặng lẽ đi tới thời tiết bắt đầu càng ngày càng nóng đồng thời mọi người mặc cũng lại càng ít hiện tại các thú nhân gần như đều để trần thân trên nửa người dưới sẽ mặc váy da thú khí lực cường tráng nhìn một cái không sót gì nhóm giống cái càng nhìn thì mắt lại phóng tia sáng kỳ dị mà nhóm giống cái hoàn hảo mặt trên mặt áo lót nhỏ, bên trong có áo ngực nhỏ, phía dưới cũng là váy da thú, chính là đùi thon dài nõn nà lộ ra, các thú nhân có chút kháng không được. đều nói mùa xuân là thời khắc vạn vật sống lại, kỳ thực mùa hè cũng không thua kém bao nhiêu, nhìn xem hiện tại đi lại ở trong bộ lạc, nơi nơi đều một đôi đùi đẹp tới lui, người xem hoa cả mắt, kỳ thực thú nhân cũng rất cởi mở. thời gian qua mau, trong ruộng mầm khoai lang cũng thành trưởng rất tốt. Đương nhiên ở trong quá trình cũng có mầm yếu bị chết, cũng không phải là có thể gieo, cho nên từng nhà nửa mẫu khoai lang đều được dưỡng rất tốt. Thời điểm nên làm cỏ thì làm cỏ, thời điểm bón phân thì bón phân, đi bắt sâu có vẻ khó. Liễu Thư còn lo lắng, không có thuốc trừ sâu nhiều sâu như vậy nên làm sao bây giờ, cuối cùng cái này vẫn là bị tiểu Hồng Điểu của Vu Y giải quyết. Dù sao thời điểm mọi người đang đau khổ nhìn sâu đi tới ở trên lá khoai lang, một đám người đang đau lòng không thôi. Vu Y đứng ra, mang theo tiểu hồng điểu của bà chuyển một vòng ở trong ruộng. Sau đó bà vốn cũng không nhìn tiểu hồng điểu xoay quanh ở trong đất, tiếp theo bà mới được biết, sâu trong ruộng đều bị tiểu hồng điểu ăn hết. Lúc ấy Liễu Thư liền, cô vẫn nghĩ đến chim chóc cao thượng giống như tiểu hồng điểu là không ăn sâu, lần trước cô còn trông thấy nó bắt tiểu thú ăn nữa kìa. Miệng cũng chưa lau sạch sẽ, cô thấy vết tích của máu hiện tại nói cho cô là tiểu hồng điểu cao thượng ăn sâu cô đột nhiên có một loại cảm giác tiêu tan ảo tưởng đối diện là chim đỏ tiếp đất trong lòng cô sẽ một câu quả nhiên chim ăn sâu mới là chim tốt trong đất có hảo đồng chí chim vất vả cần cù quản lý khoai lang mọc cũng rất khả quan xem lá cây đều xanh mượt tin tưởng rễ cây phía dưới trưởng thành cũng no đủ to lớn đợi tiếp qua mấy tháng thời điểm thu hoạch nói vậy mọi người chắc chắn kinh hỉ liên tục Mùa hè tiến đến mọi người đều bắt đầu ngại nóng, quần áo mặc ít thì còn được, nhưng mà giày lại có chút phiền phức, trời nóng gắt như vậy mang giày tuyệt đối là sẽ bị thối chân được không? Nhưng mà đã đi qua giày, nếu lại chân trần trong mà nói, như vậy ai cũng không chịu được. Cho nên mọi người đều biến thành cuộc sống dùng da thú bó chân, dù sao dùng nó bao lấy còn chân có thể để cho chân hít thở không khí. Ít nhất không sẽ phát sinh làm cho nó bị thối rửa xem ra thật là không thể mang rồi. Cởi giày ra, chân vừa được thả lỏng, cả người Liễu Thư đều sảng khoái lên, rốt cục được giải phóng, nhưng mà, cứ để chân trần như vậy cũng không được, không nói chỗ nào cũng gồ ghề, rất nhiều đá vụn thực sự cũng rất đòi mạng người ta. Làm sao vậy? Vừa vặn A à Duy nhĩ cắt một đám cỏ non cho gia cầm hậu viện trở về thì nhìn thấy cô đang ngẩn người. Kỳ quái đi qua, bàn tay to tùy ý quơ quơ ở trước mắt cô muốn nhìn cô đây là làm sao vậy? cúi đầu nhìn lại, a duy nhĩ cũng sớm đã cởi giày, dùng da thú cuốn lên, xem ra thú nhân thật là chịu không nổi đâu, buồn cười giật nhẹ khóe miệng, em đang nghĩ thế nào mới có thể làm cho chân không bị rách, thế này mới chú ý tới trên chân cô không có mang giày, a duy nhĩ khẩn trương để sát vào nhìn xem, thấy chính là nơi bị che có chút trắng bệt, thế này mới thở nhẹ một hơi, vẫn là dùng da thú bọc đi như vậy tốt hơn một chút. Dù sao nhiều năm đều là trôi qua như vậy, khôi phục như lúc ban đầu cũng được, ít nhất thời điểm mùa đông bọn họ là mang ấm áp. Vậy sao được? Không đồng ý lắc đầu, liễu thư biểu môi, tiếp qua một đoạn thời gian không phải chúng ta phải khởi hành đi bộ lạc dực xà tộc sao? Đường xá xa như vậy. Chân nhất định sẽ vất vả. Cho dù toàn bộ hành trình có năng lực phi hành của thú nhân tương trợ, nhưng dù sao cũng phải đi đường, đi ra thú quả là thực không dễ chịu vậy em nói làm sao bây giờ cào cào đầu tóc xỏa tung a duy nhỉ không có cách chỉ có thể vô tội nhìn về phía liễu thư trông cậy vào cô quyết định dù sao hắn nghĩ không ra được có biện pháp gì tốt ai giống cái rất có khả năng làm cho hắn là thú nhân thực sự bi thương khi có chuyện cần biện pháp là người thì nghĩ ra được ánh mắt bắt đầu chuyển hai tay vỗ một cái ra tiếng được rồi Trước đó, đầu tiên chúng ta đi cắt cỏ đi. Ngữ khí bắt đầu để lộ ra tinh thần vui thích, hành vi động tác cũng mang theo hưng phấn. A à, Duy Nhĩ không hiểu ra sao, vừa rồi anh đã cắt xong cỏ non. Hiện tại không cần. Giờ còn cắt cái gì cỏ? Mới mặc kệ mấy cái này, Liễu Thư tìm hai tấm da thú quấn lên bàn chân, dùng dây cột lại, đứng lên dậm chân một cái, cảm giác hoàn toàn không có mang giày, đến thoải mái. Hơn nữa trừ bỏ da ở bên cạnh chân còn ma sát, thật sự là một chút cũng không tốt, tin tưởng cảm giác những người khác cũng không khác gì cô. Quả nhiên, từ đơn giản nhập vào xa hoa thì dễ từ xa hoa phải tiết kiệm thì khó khăn. Cô yên lặng cảm thán một phen, rồi kéo thú nhân đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, là cắt cỏ, nhưng không phải cắt cỏ non, hữu dụng. Bất đắc dĩ, thú nhân cao lớn gần 2 mét cứ như vậy bị lôi đi đương nhiên trước khi đi còn không quên mang theo nông cụ cắt cỏ địa điểm cắt cỏ liễu thư lựa chọn chính là hồ lớn phía sau núi bởi vì chung quanh nơi đó mọc rất nhiều cỏ tranh tiếp kim cho cô khỏi phải chạy đi tìm phía bên ngoài một đường thoải mái được thú nhân chở đi qua cô chỉ vào một chỗ cỏ khô tươi tốt bên đường chính là nơi đó đi dừng ở đó a à, duy nhĩ theo lời hạ cánh xuống liễu thư muốn cỏ khô đó làm cái gì A à, Duy Nhĩ kỳ quái hỏi, nhưng tốc độ trên tay không chậm. Cầm đao sắc bén làm từ vỏ ngọc trai, cắt cỏ cắt thực lưu loát, chỉ chốc lát chính là một bó to xếp đống ở đàn kia. Em nghĩ thử bệnh giày rơm. Được rồi, rốt cục thì liễu thư đánh chú ý tới trên người giày rơm, giày là không thể mang, mang vào sẽ nóng lỡ chân, như vậy cũng chỉ có một đường này. Giày rơm ở địa cầu thập biên 70-80 năm vẫn rất phổ biến chỉ là khi cô sinh ra cũng đã rất ít cô chỉ nhớ rõ da da của cô có một đôi chẳng qua cũng hơi bị cũ cô lấy từ trong nhà kho đi ra chơi đùa rồi cũng không biết ném đi đâu cho nên nói hiểu biết của cô đối với món đồ chơi giày rơm này thật đúng là không nhiều lắm nhưng cô xem qua đệm lót bằng cỏ trong nhà bệnh quyết định coi cả hai làm thành một lấy hình thức bệnh đệm lót bệnh giày rơm hy vọng có thể thành công từ không thành công thì thành nhân cắt một giỏ cỏ khô, liễu thư nhìn cũng không kém lắm thì lắc lắc tay ngừng lại. sau đó hai người mang theo một giỏ cỏ trở về, trở về nghiên cứu làm thế nào bệnh dày rơm. ai, à, đây thật sự là làm người quá khó khăn. bệnh dày rơm. a à, duy nhĩ đối với cái ý tứ như mặt chữ này vẫn là hoàn toàn hiểu biết, nhưng mà hắn vẫn là thực hoài nghi. em muốn bệnh thế nào? không nên trách hắn. mấy cọng cỏ như vậy, bệnh dày thế nào, hắn vẫn không quá hiểu biết không cần quá coi thường em được không nghiêng liếc mắt hắn một cái liễu thư kiêu ngạo cái kia sinh hoạt với thí nghiệm đi a à, duy nhĩ trầm tư suy nghĩ cái gì kêu là thí nghiệm bắt một nắm cỏ khô quay ngược lại lột ra đều xử lý sạch sẽ những cỏ tạp linh tinh xen lẫn a à, duy nhĩ đợi ở một bên cũng học làm theo nhưng mà tay hắn lớn hơn một chút cầm một cái cỏ khô gần một nửa liễu thư nhìn mà co rút mãi con hàng này nhìn cỏ khô chuẩn bị xong một phen sạch sẽ, liễu thư lại lấy đao ra đều cắt chỉnh tề thành hai đoạn, lúc này mới bắt đầu động thủ bệnh. Ở phương diện này cô cũng không nhớ rõ ràng lắm, hiện tại chỉ có thể tìm tòi, ừ, dù sao cô đã làm tốt chuẩn bị thất bại mấy lần. Cho dù là chuẩn bị tâm lý thật tốt, mà ở khi lại một lần nữa giày rơm nói tốt bệnh thành một đống rách bươm, chính bản thân cô cũng thực thất bại, vẻ mặt khóc tan nhìn A à Duy nhỉ, em giống như bệnh không tốt cũng nhớ không rõ mấy lần. Cỏ khô sữa sang tốt đều lãng phí sạch sẽ. Không sao, không làm được thì không làm. A à, Duy Nhĩ biểu tình cũng chưa biến đổi một chút, chịu khó sửa sang lại hiện trường bị biến thành hỏng bét, giọng nói an ủi mà mang sủng nịnh ấm áp, nếu còn muốn bệnh, cỏ không đủ, thì anh lại đi cắt một ít về. Liễu thư chu môi, cưng chiều người ta như vậy là nháo thế nào? Chiếu cố cô sao, nhưng mà cảm giác trong lòng vui rạo rực, cô mới sẽ không nói ra đâu, khe khẽ ho khan hai tiếng, chu môi thở dài, thử lại lần nữa, em cũng không tin. Càng nói về sau cũng mang theo vẻ hờn dỗi rồi. Đã hạ quyết định quyết tâm nhất định phải làm như vậy, A Duy Nhĩ biểu hiện ra bộ dáng toàn lực ủng hộ, Liễu Thư vừa gật đầu, hắn liền cầm đao cùng giỏ đi ra ngoài. Đi làm chi? Nếu mấy sợi cỏ cuối cùng phấn đấu, cô dương mắt nhìn qua cắt cỏ còn chuẩn bị hái rau nấu cơm thú nhân thành thật khai báo sờ sờ bụng được rồi cô quả thật là đói bụng bất tri bất giác mà đã giữa trưa xem ra cô thật đúng lãng phí không ít thời gian đâu quên đi cơm nước xong lại chuẩn bị nữa cũng không nhất định phải lúc này nói xong đứng lên đi qua còn vươn tay giữ chặt a duy nhĩ rõ ràng là muốn cùng đi em mệt rồi nhiều nghỉ một lát để anh đi làm cơm. Liễu thư cố gắng a duy nhĩ cũng nhìn ở trong mắt, hắn vừa thương giống cái nhà mình, thấy ánh mắt của cô mỏi mệt, thầm nghĩ để cho cô nghỉ ngơi nhiều, mọi việc để hắn đến làm là tốt rồi. Bị mệt chết cô. Không mệt. Liễu thư lắc đầu, hoàn toàn thất vọng, cho tới trưa cũng chỉ nhìn cỏ này, hiện tại ra đi nhìn cảnh tượng mới, bằng không thật sự là làm cho người thẩm mỹ của em mệt nhọc. Xong rồi cũng không để A Duy Nhĩ phân trần, lôi kéo hắn rồi đi ra cửa. A Duy Nhĩ cũng không biết nói cái gì gọi là thẩm mỹ suy kiệt nhưng mà không lay chuyển được. Hắn cũng chỉ có thể mặc kệ cô. Phái A Duy Nhĩ đến hậu sơn cắt cỏ, liễu thư hái xuống hai món rau ở trong đất trồng rau, đi trở về làm cơm, thừa lúc này cô vừa làm cơm vừa nghỉ, nghĩ làm thế nào để làm ra giày rơm, cuối cùng ở trong ngọn lửa dâng lên, Cô quyết định trước dùng biện pháp ngốc làm dày ra được mới là thật. Sau khi cơm nước xong hai người lại bắt đầu công tác buổi sáng. Nhưng mà cảnh tượng thay đổi, từ trong phòng đổi đến hành lang ngoài phòng, mặt trời bên ngoài cũng không phải nhiều, nhưng lại thông gió, gió nhỏ thổi cũng mát mẻ, đối với tâm tình trong lòng cũng có đề cao. Lần này Liễu Thư động thủ liền biến ảo ý nghĩ, không có một ngụm ăn thành mập mạp, ban đầu cô chính là chỉ vì quá coi trọng cái trước mắt cho nên hiện tại cần ổn định một chút ừ chính là biện pháp ban đầu cái gọi là biện pháp ban đầu cũng chính là chậm rãi bệnh dày rơm một chút bệnh từng chút từng chút đi ra cô không biết biện pháp cụ thể bệnh dày rơm nhưng nói ra thì cô biết bệnh nệm rơm thì lấy nguyên lý này đến đế hài cứ dựa theo biện pháp bệnh nệm rơm mà làm chẳng qua chỉ là bệnh thành hình dạng đế hài mà thôi cẩn thận một chút lại cẩn thận một chút luôn có thể thành công A à, Duy Nhĩ cũng muốn học, nhưng mà hiện tại bản thân Liễu Thư cũng đang quá sức, hiển nhiên là không thể đủ dạy hắn, mà hắn cũng chỉ có thể ở một bên nhìn, nhưng mà cũng không nhàn rỗi, thỉnh thoảng thì chuyển qua mấy nhánh cỏ chuẩn bị tốt cho cô đang vùi đầu bận rộn. Hắn quan sát cẩn thận, mỗi khi đều ở thời điểm Liễu Thư dùng xong cỏ khô, chuẩn bị vương tay lấy thì chuyển qua. Trong bất tri bất giác hai người cũng coi như hợp tác ăn ý, thời gian qua cũng mau cuối cùng kết thúc công đoạn sau cuối rốt cục thì khóe miệng liễu thư mang tươi cười vừa lòng quả nhiên vẫn là ta thông minh ta vẫn không tin một cái giày rơm nho nhỏ mà mi còn muốn làm khó ta hoàn toàn bỏ qua thất bại trước khi ăn cơm liễu thư cầm đế hài chính mình bệnh tốt một tay chống nạnh như ấm trà mặt mày hớn hở tinh thần khỏi phải nói có bao nhiêu đắc ý ta à duy nhỉ nhìn ở trong mắt chính là đủ loại đáng thế nào được không muốn thử xem hay không. Cô cũng sắp bị ma chướng rồi, cầm một cái đế hài liền muốn để cho người ta thử xem, cái này gọi là xuyên thủng, quả thực chính là kích cỡ thôi có được không? Nhưng mà thú nhân nào đó chính là một chút cũng không ngại, vui thích cầm đế hài rồi khoa tay múa chân trên chân, một lát sau cao hứng không thôi, làm cho anh thích hợp rất tốt. Vừa thấy chính là số đo của mình, thú nhân một lòng đều cao hứng bay lên, liên tục gật đầu không ngừng. Hì hì. Ngây ngô cười vào đầu, anh thích thì tốt rồi, hiện tại tuy rằng chỉ là một cái đế hài, nhưng rất nhanh có thể mang được. Lần này cô thay đổi phương thức bệnh, bệnh đế giày hồ lô giống như bệnh nệm rơm, chung quanh đế hài cố ý bệnh nút kết, đế cũng dày thêm một tầng, như vậy cũng chịu mài mòn một chút, không phí một phen hao tâm lực, rốt cục thì làm ra được. Đế hài thành công, còn lại mũi giày cũng sẽ không nhiều khó khăn vẫn cứ như vậy, dù sao sẽ không khó khăn đến đâu. Vì thế đợi đến thời điểm cho chạm vạn một đôi giày rơm đầu tiên của thế giới này thật đúng là để cô bệnh ra được, cho dù bệnh giày rơm không phải thật tinh xảo đẹp mắt, ai, quá trình gian khổ của nó sẽ không nói thêm, nhìn xem 10 ngón tay của cô đều bệnh đến đỏ lên, cũng biết cô hao phí bao nhiêu công phu. Đau không, anh đi tìm dược cho em. Nhìn 10 đầu ngón tay hồng hồng của cô, A à, Duy Nhĩ đau lòng không thôi, thật cẩn thận xoa xoa thổi thổi đôi móng vuốt đó, còn muốn liếm liếm. Ai ai, làm gì vậy? Thấy hắn duỗi đầu lưỡi muốn liếm, liễu thư đen mặt vội rút tay về. A à, Duy Nhĩ có chút bị khuất nháy mắt mấy cái, nước bọt của anh tốt cho em. Nga, thiếu chút nữa đã quên, nước miếng của thú nhân đối với miệng vết thương vẫn rất tốt, nhưng mà cô vẫn là co rút khóe miệng, chỉ là phím chút hồng thôi, không sao hết có được không? Cô muốn mở miệng nói không cần, nhưng nhìn bộ dáng trong mong của hắn cũng thật sự không nở nhẫn tâm, cuối cùng bất đắc dĩ duỗi móng vuốt trở về, vậy liếm liếm đi. Nếu như hiện tại có cái đuôi mà nói, thú nhân tuyệt đối vui thích đung đưa nó. Ai, đợi chút. Lại ra tiếng ngăn lại. Làm sao vậy? A à, Duy Nhĩ trợn mắt, không tiếng động hỏi, cầm lấy hai tay của nàng muốn hạ miệng. Cái kia, em còn chưa có rửa tay đâu em đi rửa tay đã tay thực bẩn nha không sao anh không chê em chẳng hề để ý cẩn thận duỗi đầu lưỡi bắt đầu liếm móng vuốt của cô là ta ghét bỏ chính ta có được không liễu thư đen mặt cuối cùng cô vẫn là lấy lý do ăn đồ bẩn sẽ đau bụng mà tẩy móng vuốt của mình sạch sẽ trắng mịn nõn nà sau đó mới duỗi móng vuốt đến trước mặt thú nhân để cho hắn liếm liếm bị liếm xong cô mới cảm thấy rằng có điểm không thích hợp, không phải anh nói tìm dược cho em sao? Dược đâu? Anh cảm thấy vẫn là anh liếm liếm có vẻ tốt hơn. Nghiêm trang hồi đáp, sau đó lại liếm một ngụm. Liễu thư á khẩu, con hàng này tuyệt đối đen, qua qua. Đã được như nguyện làm cho thú nhân đều liếm 10 ngón tay một lần, không biết có phải ảo giác hay không, liễu thư thật đúng là cảm thấy thư thái không ít sưng đỏ đều giảm rất nhiều được rồi nước miếng thú nhân quả nhiên là một đại lợi khí có thể tồn tại so với bạch dược vân nam vào buổi tối cô cũng không hề nhàn rỗi dày rơm tuy rằng bệnh tốt lắm nhưng cuối cùng kết thúc công tác còn cần làm một chút cô chuẩn bị đều khâu da thú vào ở chung quanh dày rơm một là vì sợ mài chân hai cũng là phòng ngừa dày rơm hư hao như vậy ít nhất có thể giảm bớt một hai vì thế dùng kéo cẩn thận cắt tiếp theo một tấm da thú rộng, sau đó dọc theo bên cạnh, cầm cốt châm cùng chỉ chậm rãi khâu lại. Lúc này trời đã tối. Phòng ở cũng đốt một cây đuốc. A à, Duy Nhĩ thu thập xong hết thảy trong nhà, nhìn Liễu Thư còn thật sự loay hoay ở dưới ánh lửa, thú đồng luôn luôn lợi hại lúc này lại mềm mại không còn hình dạng, khóe miệng kiên nghị nhếch lên trên không chỉ một độ cong, quả thật như thủy tinh công nghiệp trăm luyện thành vòng chỉ mềm. Xong rồi, đánh cái kết xinh đẹp, liễu thư cắn đứt đầu sợi, hai mắt nhìn thật kỹ giày rơm mới ra lò, thế này mới vừa lòng gật gật đầu, dương mắt nhìn a duy nhĩ, vẫy vẫy kêu hắn đi tới, mau tới thử xem, mang thử xem có được không, nếu được thì ngày mai ra ngoài sẽ mang đôi này. Theo lời đi vào, a duy nhĩ cẩn thận cầm đôi giày rơm không dễ mà có được, cười nhìn liễu thư, anh cảm thấy là tốt nhất. lời tâm tình ai không thích nghe, liễu thư vui vẻ trong lòng nhưng trên mặt cũng không biểu lộ ra nửa điểm, nghiêm túc mắt lé, đừng nói những lời này, trước thử xem, nơi nào không tốt em cũng dễ sửa lại, miễn cho mang vào thì không thoải mái. Nói xong không khỏi phân trần muốn giúp thay hài cho A Duy Nhĩ, thú nhân cũng không thể nhìn giống cái nhà mình đổi giày cho mình. Tuy rằng trong lòng cũng vui vẻ đến không thôi, nhưng thật đúng không muốn ủy khuất cô, vương tay lấy qua vội vàng nói, được được, để anh tự làm, em đừng động cầm hài mang vào thử xem không thể không nói liễu thư nắm chắc số đo của hắn rất cốt một chân thực thích hợp chân trần động động cảm giác được viền chung quanh được cẩn thận bao vây lại trong lòng thú nhân cao hứng đồng thời cũng liên tục gật đầu rất cốt không cần sửa lại anh mang rất vừa nhìn ra được a duy nhĩ không miễn cưỡng rốt cục thì liễu thư thở ra một hơi đã biết đôi giày rơm đầu tiên rốt cục thì làm thành giày rơm này hình thức cũng không khác gì giày phổ thông toàn bộ lòng bàn chân lưng bàn chân đều bao vây lại, dù sao thú nhân là phải ra ngoài giả ngoại. Nếu làm thành hình dáng dày xăng đang mà nói, chỉ sợ sẽ bị rắn kiến côn trùng làm bị thương. Vậy là tốt rồi, cái này trước cứ mang như vậy, chờ ngày mai em lại bệnh cho anh một đôi. Đôi giày rơm đầu tiên, vẫn có chút xấu, liễu thư nghĩ đợi kỹ thuật khá hơn một chút lại cho bệnh hắn một đôi. Đừng chỉ lo cho anh, chính em cũng thế. Cuối đầu nhìn nhìn chân nhỏ của cô dùng da thú bọc lấy. Nhíu mi nói, trước gấp rút làm cho em rồi nói sao? Cô cười dung mạo công cong, nháy mắt mấy cái, được, đã biết. Đợi thời điểm buổi sáng thú nhân tỉnh ngủ, người bên giường đã không thấy, nhưng còn dư ấm, nghĩ đến cô rời giường sớm như vậy, một cái đánh liền trực tiếp bật dậy từ trên giường, cũng không cần mặc quần áo, ngay một thắc bắt đầu rời giường bên hông đã xuất hiện một cái quần cộc gia thú. Được rồi ở dưới liễu thư mãnh liệt đề nghị cùng lý do, thú nhân ít nhất cũng vẫn còn đổi váy gia thú thành quần cộc, bởi vì lý do của cô thật là cường hãng váy gia thú sẽ đi quan câu này thực bưu hãng. Tuy nói hắn ngay từ đầu còn không biết ý tứ bị thấy hết, đợi sau khi rõ ràng, hắn cũng vạn phần nguyện ý đổi váy thành quần cộc. Trong lòng đối mặt với bạn lữ nhà mình mê luyến thân thể hắn như vậy, hơn nữa không muốn để cho người ta nhìn đến mảy may vừa lòng không thôi mở cửa phòng ra chợt nghe thấy phòng bếp truyền đến tiếng vang còn có hương vị thức ăn sờ sờ bụng một đêm trôi qua thật đúng là rất đói bụng lúc này rất nhanh đi đến chung nước to trong viện múc nước rửa mặt chung nước này chính là chế tác đất nung có thể so với thùng tắm lớn một người có thể nung thành cũng không dễ dàng bởi vì là muốn thiêu chế vật lớn tộc trưởng đặc biệt cho phép xây dựng một cái lò nung cỡ lớn ở trong bộ lạc cũng có thể so với cái hầm lò rồi mà cũng công phu không phụ lòng người nung chế vật lớn giống như chung nước thế này xác suất thành công tuy rằng không cao nhưng rốt cuộc có thể có vài phần nếu không thì không có vải nước này lúc trước nung vài lần trong nhà liễu thư được hai cái chung nước một cái được cô đặt ở trong phòng bếp hàng ngày nước nấu ăn đều dùng ở đây một cái khác nhỏ hơn một chút thì để lại trong sân, dùng nước rửa rau rửa mặt gì đó đều múc ở đây, phân chia rất rõ ràng. Hiện tại A Duy Nhĩ cầm chậu nước múc nước từ trong chung này rửa mặt. Đến, ăn điểm tâm đi. Liễu Thư bưng điểm tâm đi ra, nhìn thấy thú nhân đứng ở bên cạnh vại nước múc nước, mỉm cười nói hắn. A Duy Nhĩ đứng ở bên cạnh chung nước, thô lỗ hai tay vốc nước xoa nắng trên mặt, làm như thể đó không phải là mặt của hắn, Ánh sáng tia nắng ban mai dừng ở trên người hắn, từng chuỗi hạt nước trong suốt chảy xuống khuôn ngực trần. Dưới ánh mặt trời chiếu xạ ra ánh sáng ngũ sắc, sườn mặt được đánh bóng càng lộ vẻ cương nghị, tuấn giật bất phàm. Liễu Thư nuốt nuốt nước miếng tỉnh thần trong lòng thẹn đến hoảng, nam nhân của mình có tất yếu nhìn xem không chuyển mắt, lại còn gì chứ, ho khang hai tiếng rời ánh mắt đi, bước nhanh bưng bữa sáng vào nhà, mới không cần làm háo sắc ở trong này đâu vô tội nhìn bóng dáng liễu thư, A à, Duy Nhĩ không rõ, người vừa rồi còn nhìn chầm chầm chính mình không chuyển mắt làm sao bây giờ, chạy trối chết. Cào cào đầu, không nghĩ ra thì không suy nghĩ nữa, túng qua gia thú làm khăn lau qua quyết, thế này mới ba bước cũng làm hai bước kích động tiến vào trong phòng. Nếu mày nhìn thú nhân đi chân trần, có chút bất đắc dĩ, sao không mang hài vậy? Đợi khi nào ra cửa thì mang, ở nhà không có việc gì. A à, Duy Nhĩ nói xong bưng chén trên bàn lên, bắt đầu ăn uống. Bây giờ còn tốt, mùa đông anh cũng như vậy, cẩn thận sinh bệnh. Nói xong cái này, Liễu Thư cảm thấy có lẽ cô cần phải làm hai đôi dép lê bằng lông ở thời điểm mùa đông tiến đến. Dù sao gia thú nhiều, làm dép lê bằng lông thật đúng là không tệ. Còn hiện tại, mắt lạnh cũng rất trọng yếu, dày rơm mang mát mẻ, đều chỉ là vì làm cho thú nhân mang, ở bộ lạc giống cái cả ngày mang giày rơm cũng ăn không tiêu lạnh quá cũng không ổn sẽ không anh rất khỏe mạnh miệng nhét đến tràn đầy a duy nhĩ còn có rảnh rỗi trả lời nhưng mà hắn ngẫm lại vẻ mặt nghiêm chỉnh nói em phải mang hài nói xong còn nhìn xem dưới bàn chân liễu thư thấy cô mang da thú mới vừa lòng gật đầu thân thể giống cái tuyệt đối là không so được với bọn họ phải tốt mới được liếc mắt khinh bỉ qua chính mình không mang còn muốn để cho người khác ngoan ngoãn thú nhân bá đạo cũng không phải bàn cãi nhưng không gây khó dễ gì cho mình liễu thư cũng biết nơi này chữa bệnh lạc hậu cô cũng cẩn thận chăm sóc chính mình nếu sinh bệnh thì có thể phiền toái lớn chẳng những chính mình chịu khổ cũng mệt nhọc người khác may mắn thân thể của cô luôn luôn không kém ngay cả không hợp khí hậu đất nước gì cũng không có thật đáng mừng đã biết hôm nay em sẽ làm hài cho chính mình Kế đó, bưng chén lên cũng bắt đầu ăn uống, quả nhiên hoàn cảnh khiến người thay đổi, ví dụ như thói quen. Nhận được liễu thư cam đoan, lúc này A Duy Nhĩ mới vừa lòng gật đầu, tiếp tục kế hoạch lớn lớp đầy bụng. Dùng xong điểm tâm nhìn A Duy Nhĩ mang vào đôi giày rơm chạy lấy người, trong lòng liễu thư thỏa mãn không thôi, vui thích cầm khay chén gột rửa soàn soạt soàn soạt. Xong việc rồi, lại bận việc ở phía sau viện nửa ngày, sau đó lại đến trong ruộng đất nhìn xem mộ chút nhìn thấy có cỏ dại thì nhổ hoặc là mầm thối rửa cô cũng nhớ kỹ tìm thời gian bổ khuyết vào chờ sau khi xong hết mọi việc liễu thư mới cầm lấy cỏ khô ngày hôm qua còn lại bắt đầu tiếp tục bệnh dày rơm có kinh nghiệm ngày hôm qua lần thứ hai động thủ cô cũng thuận lợi rất nhiều tốc độ tay cũng nhanh hơn bệnh dày cũng dễ nhìn hơn lần trước điều này làm cho cô lại nhiệt tình mười phần buổi chiều cô lại đi cắt chút cỏ khô, lần này bởi vì không có A Duy Nhĩ cô cũng chỉ có thể ra ngoài cắt cỏ, nhưng mà không ra khỏi bộ lạc. Từ lúc có ruộng nương, sân bãi của bộ lạc đã được mở rộng ra, hiện tại cửa bộ lạc được kéo dài đi ra ngoài, thú nhân phòng hộ cũng mở rộng đến hết thung lũng, ruộng đất của tộc nhân đều được vòng ở trong đó. Cho nên nói hiện tại nghiễm nhiên là một đám đại bộ lạc ôm tiểu bộ lạc, mà cô đi cắt cỏ cũng không ra khỏi phòng hộ ở ngoài của bộ lạc hôm nay sao lại đi ra ngoài? Y ôm lỗ cách, trên tay còn sách một cái giỏ nhỏ, xem ra cũng là mới từ trong ruộng trở về, thấy Liễu Thư vẫn rất là kinh ngạc. Bởi vì dưới tình hình bình thường, Liễu Thư cũng không sẽ chạy đến. Cô chỉ thích ở nhà chơi đùa một mẫu ba phần đất còn có gia cầm cô nuôi, hiếm khi đi ra ngoài một lần, Y thấy tự nhiên là muốn kinh ngạc một phen. À, mình cắt chút cỏ chẳng hề để ý thuận miệng giải thích, nhìn đến lỗ cách, trên người liễu thư cũng không mang ăn ngon, cô thích trẻ con, mỗi khi nhìn đến đều sẽ chuẩn bị chút thức ăn, hôm nay không nghĩ tới sẽ gặp được, trên người tự nhiên là không có mang theo, chỉ có thể thực sự ấy nấy nói với tiểu lỗ cách, lỗ cách ngoan, hôm nay thẩm thẩm không mang thức ăn đâu. Có lẽ là vì thường xuyên cho ăn ngon, tiểu lỗ cách vẫn là rất thân cận với liễu thư, hôm nay vừa nhìn thấy, một đôi mắt đen tròn lưu chuyển liền nhìn chầm chầm cô, giống như nghĩ hôm nay có cái gì ăn ngon đừng nuông chiều nó có ăn ngon tự mình ăn là được luôn cho nó ăn a duy nhĩ biết không chừng còn có thể đánh nó đấy y oa nói vẫn rất là nghiêm túc nghĩ đến bộ dáng a duy nhĩ sủng nịnh đối với bạn lữ của hắn thật đúng thực lo lắng hắn sẽ nhịn không được bắt nạt cháu trai nhỏ một chút liễu thư không để lời này ở trong lòng chỉ coi trêu đùa thôi khoác tay cười nói này có là cái gì tiểu hài tử thôi muốn ăn thì ăn nhiều một chút mới tốt, trở về thẩm thẩm sẽ làm ăn ngon cho con nha. Cô cẩn thận đùa với tiểu bao tử. Lỗ cách đã bắt đầu nói chuyện. Hơn nửa răng cũng mọc ra, miệng nở nụ cười, trong cái miệng nhỏ nhắn lộ ra bốn cái răng cửa, nước miếng thoáng cái chảy ra, cũng đáng yêu nói không nên lời, chỉ nghe nó mềm mại ngọ ngoại mở miệng, tam tam. Liễu thư hắc tuyến sửa đúng, là thẩm thẩm, cái gì tam tam hả, mau lau nước miếng cho nó, dính nước miếng nói cũng không rõ. Tam tam. Cũng thực mệt tiểu gia hỏa này có thể nói ra được. Y oa cũng không biết nói tam tam là cái gì, còn thực vô tội nhìn liễu thư đen mặt, nhưng mà cũng không muốn chọc cô xù lông, thông minh lấy ra da thú sạch sẽ lau nước miếng cho tiểu lỗ cách, vừa nhỏ giọng ghé vào lỗ tai nó nhắc nhở, chính xác kêu hai chữ thẩm thẩm. Thẩm thẩm. Cái này đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Ôi! Mặt mày hớn hở đáp ứng. Đúng rồi, ngươi nói cắt cỏ, nhà câu nuôi không phải ăn cỏ non sao, thế nào lại cắt cỏ khô này, có thể ăn sao? Y oa dời lực chú ý đi trở về, sau đó liền nghĩ đến. Mình không phải cắt cỏ cho chúng nó ăn, mình là tới làm giày rơm. Nói tới giày rơm, cô lại bắt đầu mặt mày hớn hở, hiện tại thời tiết nóng như vậy, mang giày bưng biết sẽ làm hỏng chân, mình liền thử làm giày rơm ngày hôm qua làm xong một đôi hôm nay liền để cho a duy nhĩ mang vào mình còn đang chuẩn bị lại luyện tập một chút đây giày rơm y oa nhìn xem liễu thư lại nhìn xem cỏ khô cắt tốt thì có chút ngộ ra vui vẻ nói vừa vặn mình cũng rảnh cùng nhau làm đi mình đã sớm cởi giày rồi nhưng mang da thú lên đi khắp nơi cũng không thoải mái đúng là như vậy giày cùng bọc da thú là không thể giống nhau liễu thư thống khoái gật đầu cô còn đang ưu sầu mình một người nhàm chán đây vừa vặn có bầu bạn vì thế thuận tiện nói nhìn xem a lịch ca thi có nhà hay không nói vậy bọn họ cũng không muốn cả ngày bọc da thú đi không chỉ các cô không muốn toàn bộ lạc cũng không muốn có được không mấy ngày nay chỉ sợ không được chắc ngươi cũng rõ ràng sau đó không lâu không phải chúng ta muốn đi bộ lạc dực xà tham gia ngày trao đổi cho nên mấy ngày nay bọn họ đều vội vàng làm một ít thứ tốt đến lúc đó thời điểm may đi đến bộ lạc dực xà đổi một ít thứ bộ lạc chúng ta không thấy cho nên đều đang bận không thấy bóng người mình cũng tìm không thấy đâu ngẫm lại thật là thế mấy ngày nay hai người này thật đúng không gặp lại suy tư một chút đúng vậy toàn bộ bộ lạc hình như đều tại vì ngày trao đổi sắp đến mà bận rộn mọi người cũng đều đang chuẩn bị vật phẩm để trao đổi mình cũng đang chuẩn bị đồ đây nhưng mà lần này mình không đi được chỉ làm vài vật nhỏ các ngươi mang đi giúp mình đến lúc đó đổi cho mình mấy khối vải là tốt rồi mình muốn làm quần áo cho lỗ cách mặt lần trước Iwa đã đi ngày trao đổi rồi lần này là không thể đi phải đến phiên những người khác cô ấy vẫn có chút tiếc nuối lần này bộ lạc có càng nhiều thứ quý hiếm nếu vào ngày trao đổi có thể trao đổi mà nói nhất định có thể thắng lợi trở về chính là đáng tiếc thì ra là như vậy nói tới ngày trao đổi liễu thư cũng nhớ mong lòng nghĩ mọi người đều bận rộn lên cô có mục tiêu tự nhiên không thể có vẻ quá giản dị nhưng mà trước mắt việc này vẫn là tạm thời mắc cạn rồi vậy được hai chúng ta đi vừa vặn chờ chúng ta thuần thục rồi còn có thể tay bắt tay dạy bọn họ hai người nói xong y oa liền chờ liễu thư cắt cỏ xong cùng nhau đi về trong nhà cô có lẽ hôm nay cũng cùng một chỗ kết vườn làm cơm chung sau khi trở về liễu thư bưng một mâm khoai lang phiến rán cho lỗ cách hiện tại đang không có đồ ăn vặt thời điểm cô thèm ăn thì thường xuyên thích rán mốt ít nếm thử hơn nữa cô cũng có tâm tư đợi cho quý khoai lang tiếp theo chín rồi thì cô sẽ lấy bộ phần cắt thành khoai lang khô thu thập lại đợi đến thời điểm mùa đông bão tồn dễ khoai lang khô chẳng những có thể làm món chính để dự trữ còn có thể làm đồ ăn vặt chịu ăn chịu gặm chuẩn bị lữ hành gia đình tiểu lỗ cách thành công bị một mâm khoai lang phiến hấp dẫn toàn bộ lực chú ý tiểu móng vuốt cầm lấy ăn mỹ tư tư làm cho người giữ đứa nhỏ một chút không tốn công y oa nhìn bộ dạng nó thì muốn cười vẫn là ngươi có biện pháp mình ở nhà ấy à ánh mắt thật sự là một khắc cũng không thể rời nó không biết có phải tiểu hài tử đến tuổi nhất định chính là dẻo dai như vậy hay không hoặc là nói thân thể tiểu thú nhân vốn cường kiện. Suốt ngày tinh lực đầy đủ, vận động không ngừng, nhưng nó lại còn nhỏ, làm a à ma cũng không dám rời mắt, cho nên cả ngày nhìn chằm chằm cũng là thực mệt nhọc. Hiện tại nhìn đứa nhỏ nhà mình bị một mâm khoai lang phiến thì thu mua được, còn an an phận phận ngồi xổm ở đó chơi đùa đồ chơi, thật đúng không phải thương tâm bình thường đâu. Được rồi, đừng ghen tị. Đứa nhỏ nhà ngươi chính là cái bản chất ăn hàng liễu thư không lưu tình chút nào chọc tiểu nhi tử nhà cô nàng uy hiếp chỉ cần cho ăn ai cũng là mẹ dẻo cợt một chút áp lực cũng chưa có thôi đi ngược lại thì mình muốn nhìn xem về sau đứa nhỏ của ngươi cùng a duy nhĩ là cái cái bản chất gì iwa tức giận liếc trắng cô một cái hiển nhiên đối với cô bố trí nhi tử của mình như vậy Thật khó chịu đây vô nghĩa cũng không nói nhiều hai người trêu ghẹo nhau một phen thì làm chính sự bệnh dày rơm trước như vậy, sau đó lại đánh cái kết hướng bên này cầm mấy cọng cỏ liễu thư vừa động thủ làm miệng lại còn không ngừng chỉ đạo y qua hai người chính là dạy học một v một tuy rằng thông thả nhưng đổi lại cũng tiến hành đâu vào đấy đến thời gian ăn cơm bởi vì hai người một là gà mờ một thì vừa biết biện pháp bệnh đơn giản cho nên đều chỉ bệnh ra nửa phần cách bệnh một đôi giày đầy đủ còn quá sớm rồi hai người cũng là không nóng vội cười cười rồi thẳng đứng dậy đấm đấm thắt lưng cương cứng của mình hoạt động một chút rồi đi nấu cơm ăn no mới có khí lực làm việc giày rơm bệnh khó hơn so với làm giày đơn thuần trải qua huấn luyện cho tới trưa hiện tại đến y oa cũng bệnh có hình có đáng hiển nhiên tay nghề nắm giữ bệnh giày rơm cũng tạm được vừa bệnh còn nói ra giải thích của mình nếu dùng da thú thì mình có thể làm nhanh một chút đúng vậy liễu thư yên lặng gật đầu mình cảm thấy nguyên nhân vẫn là chúng ta không đủ thuần thục. Đợi làm nhiều thêm mấy đôi rồi, thì tốc độ cũng nhanh hơn. Nói xong, lại tăng cao tốc độ tay, lại thêm chút sức lực thì đôi trên tay cô có thể làm xong. Ừ, cũng có đạo lý, đến lúc đó thời điểm đi dựt xà tộc trao đổi, giày này cũng có thể mang nhiều mấy đôi. Liễu thư ngươi cần phải thông minh chút, nếu như đi ra ngoài, người khác hỏi ngươi phương pháp bệnh thì trăm ngàn lần không thể nói ra. Iwa cũng không ngốc, mỗi khi thấy Liễu Thư nghĩ đến làm thứ gì tốt, đều không chút nào keo kiệt mà đưa cho những người khác, cái này đương nhiên ở bộ lạc nhà mình thì rất tốt, nhưng cô liền lo lắng sau khi ra ngoài, Liễu Thư rất dễ dàng tin tưởng người khác. Liễu Thư đen mặt, cô thoạt nhìn thì giống như đang ngốc bán mình cho người ta sao, trong lòng yên lặng nuốt trở về chính mình vốn tính toán muốn đổi lấy thuật dệt bộ lạc dược xà. Xem ra hình tượng của cô ở trong mắt mọi người vĩ đại đây vẫn là không nên hủy đi, an tâm làm một cái túi mè đen, rất tốt không phải sao? Ừ ừ, mình đã biết, ngươi không cần lo lắng, không phải có A Duy Nhĩ nhìn sao? Thông minh gật đầu, liễu thư một bộ tư thế khiêm tốn nghe dạy. Chính là có hắn mới lo lắng đấy. Y oa biểu môi, thú nhân ở phương diện khác còn tạm được. Chính là có đôi khi thần kinh rất thô, người bộ lạc dực xà cũng gian trá, phải cẩn thận đấy, bằng không đồ bị gạt ngươi còn không biết sao lại thế này từ trong lời y oa nói hình như rất ẩn tình nha liễu thư hơi nhíu mày chẳng lẽ thú nhân cũng có không tồn tại thuần phát từng đương nhiên mỗi một địa phương đều có mấy tồn tại hiếm thấy phải thực sự suy nghĩ linh hoạt tâm tư nặng cũng không gì đáng trách thấy dáng vẻ liễu thư hình như có chút lo lắng y oa hừ một tiếng giống như mới có chút ngượng ngùng nói năm ngoái chúng ta đi là bộ lạc gấu ngựa lúc đó người mấy tiểu bộ lạc chung quanh đều tới, đương nhiên bộ lạc gấu ngựa là lớn nhất, mà dực báo dực xà dực hổ cũng là đại bộ lạc ở khắp nơi, cho nên người đến cũng nhiều. Lúc ấy mình là lần đầu tiên đi, khi đó còn chưa mang thai lỗ cách, tích trữ mấy tấm da thú tốt chính là nghĩ đổi mấy khối vải tốt với bộ lạc dực xà. Nói đến cái này cô ấy có chút ngượng ngùng, mình muốn làm áo ngực để mặc. Tốt xấu gì các cô đều biết, cái loại tàm ti này dệt thành vài mặt ở trên người tất nhiên là thư thái, nhất là làm loại quần áo áo ngực bên trong. Lúc ấy y oa như nguyện thay đổi hai tấm da thú, nhưng mà trước khi đi bộ lạc dực xà thấy được mấy con tầm mập mạp trắng trắng trên lá cây xanh xanh ở trên sạp, nhất thời động tâm tiếp theo hỏi, mới biết được đây là tầm có thể phun tơ. Lúc ấy đầu óc cô nóng lên liền nghĩ, chính mình mang về nuôi, đến lúc đó nếu phun tơ thì chính mình không phải là có thể có được loại vải này sao cho nên liền tiến lên cùng người bộ lạc dược xà đàm phán, có thể lấy đồ đổi với những con tầm đó hay không. Mà người bộ lạc dược xà hồi đáp tất nhiên là có thể, nhưng mà thứ trao đổi cũng phải đồng giá, tầm này tuy rằng không phải vải, nhưng nó có thể phun tơ, phun ra tơ là có thể biến thành vải, thứ này trân quý giá trị tự nhiên là không giống như vậy rồi. Vì thế, Y Oa Phạm Nhị liền lựa lựa chọn chọn thứ ở trên người, cuối cùng trừ bỏ mấy khối da thú tốt ra, còn phải bỏ thêm một bao muối, mới đổi được ước chừng 10 con tằm. cô còn vui vẻ phấn chấn ông đi trở về. Bọn họ coi như có lương tâm, đưa cho mình vài lá dâu, nhưng mà làm sao mà mình biết những con tắm đó có thể ăn như vậy, lá cây đó chỉ mới hai ngày đã bị ăn sạch. Mình lại hái lá cây cho chúng nó ăn, cũng không ăn, còn chết hết. Nói lên những chuyện cũ này, y oa miếu máu, vĩ khuất đến muốn khóc. Liễu Thư nghe được mà khóe miệng co rút mãi, cô thật sự khó mà nói ai đúng ai sai, nhưng rõ ràng người bộ lạc dực xà có đầy đủ tình nghi, biết rõ tầm này người khác sẽ không nuôi được còn mang đi trao đổi, trao đổi thì cũng thôi. Lại còn cho vài miếng lá cây, tiết tấu là ăn xong rồi cũng sẽ chờ đói chết, đúng không? Mà đồng thời, cô cũng kỳ quái mạch não của y oa sao lại chập mạch rồi, bình thường thấy vẫn thực là bình thường mà, có tầm phun tơ thì liền cho rằng có vải, đây rốt cuộc tính là cái thần logic gì hả, thật sự là chịu thua luôn. Hình như là ánh mắt Liễu Thư rất trực tiếp. Y oa lại méo máu, có chút ủy khuất nói, thẳng đến khi mấy con tầm mình trao đổi đều nhanh chết đói, mới bị tộc nhân khác phát hiện, sau đó, mình mới biết được, tầm này là phải ăn lá dâu, không phải tùy tiện lá cây gì cũng có thể ăn. Cảm tình ngươi còn tưởng rằng tầm cưng người ta là sâu tùy tiện nào đó, Liễu Thư tiếp tục co rút khóe miệng, cuối cùng, tầm của mình vẫn không nuôi sống, không nghĩ tới mình tốn nhiều thứ như vậy mà chỉ đổi lấy vài con tầm chết, ngươi cũng không biết mình có nhiều tức giận đâu. Thấy bộ dáng cô nàng hiện tại hồi tưởng lại đều tức giận đến đỏ mặt tí tai, thì biết cô nàng lúc ấy, người bộ lạc dực xà thật là đầu óc có điểm linh hoạt. Các ngươi không thể tìm bọn họ lý luận sao? Hố người ta như vậy. Khẳng định là muốn bị đánh đi, thú nhân cũng không phải dễ đối phó mặt y oa đỏ lên, giọng nho nhỏ phun ra nuốt vào nói, mình, khi đó chúng ta đều đang ở trên đường trở về. Được rồi, kỳ thực cô nàng là có tầm thì vui vẻ, liền nghĩ sau khi về bộ lạc lại khoe ra, kết quả, ai ngờ đâu. Ngươi, nên có tầm nhìn một chút. Liễu thư suy tư về từ ngữ. Hì hì. Xấu hổ cười vào đầu, nếu không phải sau khi trở không lâu phát hiện mình mang thai lỗ cách, không biết mình phải bị tức tới khi nào đâu, khi đó chỉ lo cao hứng có cục cưng, ngược lại không thèm để ý mấy thứ này. Như vậy cũng tốt, họa phúc bổ trợ cũng không tệ. Cho nên lần này ngươi đi bộ lạc dực xà, nhất định phải để ý. Hiện tại cô tuyệt đối là một người một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, đối đãi bộ lạc dực xà phòng bị rất nặng đây. Được được, mình nhất định, đến lúc đó báo thù cho ngươi được không? nghe xong biết chuyện xưa, khụ khụ, chuyện cũ trải qua, liễu thư nghiêm trang gật đầu. Cả mặt nghiêm túc cam đoan. Ừ ừ, ngươi thông minh, nhất định có thể giúp mình giáo huấn người bộ lạc dược xà. Y oa cả mặt cảm động, vỗ bả vai liễu thư sung sắp lóe ra nước mắt, rồi sau đó thì lại phiên cái khinh bỉ. Cô nhớ rõ vừa rồi cô nàng còn sợ cô bán chính mình đi, hiện tại thì lại bắt đầu thông minh lên. Một ngày này chấm dứt ở trong bát quái buổi tối trước khi đi, Y Oa còn niệm niệm không buông, giống như còn muốn tán gẫu. Đương nhiên nội dung cô nàng muốn nói chính là thế nào hố người bộ lạc dực xà, thật thuận lợi xả giận, xem ra cô nàng có khuynh hướng hóa đen. Liễu thư thông thả bệnh xong một cái giày rơm cuối cùng, đồng thời cũng tiễn bước người đi. Mình mới bệnh xong một chiếc, ngày mai lại tiếp tục. Buổi chiều y oa vẫn nước miếng bay tứ tung bát quái cùng liễu thư nói chuyện của mình, cũng không thật sự bệnh thế nào, cuối cùng cũng chỉ bệnh một chiếc hài, xem chân hình là cho ô mang. Thế nào mà đôi giày đầu tiên đều là cho thú nhân nhà mình, liễu thư biểu môi nghĩ trong lòng. Đã biết, ngươi đi thông thả, trời sắp tối rồi, có mũi, cẩn thận lỗ cách bị cắn. Liễu thư làm trạng thái bái bai. Ừ, được, yên tâm lỗ cách bị cắn cũng sẽ không đau. Xem ra đối đãi nhi tử thú nhân, người nào đó vẫn có chút thiếu để tâm tiễn bước y oa liễu thư nhìn giày rơm làm hôm nay đây là làm cho chính mình vội vàng mang vào thử xem nhánh cỏ có chút chọc nhân nhưng mà không sao xử lý một chút là tốt rồi mang giày cùng không mang chính là khác biệt giày rơm tuy nhẹ mỏng nhưng tối thiểu đi đường không giống quấn da thú phải cẩn thận đi như vậy không làm ngón chân lộ ra ngoài bị thương phía dưới giày còn bệnh giày đi trên đường chỉ cần không phải dẫm lên đá to trên đường thì không cấn người buổi tối a duy nhĩ trở về nhìn thấy giày trên chân cô vẻ mặt ý cười hòa thuận vui vẻ hôm nay thời điểm hắn mang giày đi ra ngoài còn muốn liễu thư ở nhà đừng làm cấn chân còn các loại lo lắng kìa hiện tại thấy cô chưa quên chính mình mới vừa lòng a duy nhĩ khi nào thì chúng ta chuẩn bị đi ngày trao đổi vậy liễu thư bắt đầu quan tâm vấn đề này cô phải làm chuẩn bị hả a duy nhĩ sửng sốt sau đó phản ứng kịp liễu thư hỏi cái gì em muốn chuẩn bị đồ sao, không cần rất sốt ruột, đợi đến ngày bầu trời xuất hiện ánh trăng thứ 8 thì chúng ta liền bắt đầu xuất phát. Ánh trăng thứ 8, cẩn thận ngẫm lại lần trước xuất hiện ánh trăng là thứ bảy, chính là nói bọn họ gần như còn có thời gian một tháng để làm chuẩn bị. Thời gian này, nói dài không dài nói ngắn không ngắn, cũng khó trách mọi người đều vội vàng đâu, trong lòng thầm mắng hai người ca thi lịch, cũng không biết nói với cô một tiếng. Cái này cũng không còn nhiều ngày. Đúng rồi, từ nơi này xuất phát đi Bộ Lạc Dực Xà phải tốn thời gian bao lâu? Liễu Thư nghĩ tới chênh lệch thời gian. Từng A à, Duy Nhĩ suy tư rồi nói, chúng ta xuất phát từ thời điểm ánh trăng thứ 8 xuất hiện, đến Bộ Lạc Dực Xà, chúng ta sẽ nghỉ ngơi vài ngày, đợi đến khi thời điểm ánh trăng thứ 9 xuất hiện, chúng ta sẽ trở về. Cho nên nói từ khi xuất phát tới Bộ Lạc Dực Xà, sẽ có thời gian một tháng, hơn nữa không tính đường về. Thái dương ngày càng ngày càng sáng lạng, nhiệt lượng chiếu xuống phơi nắng đến côn trùng trong rừng cây đều mệt mỏi, chỉ có côn trùng không biết tên ngẫu nhiên kêu vài lần một tiếng dài một tiếng ngắn, cũng là thứ khiến người ta phiền. Lúc này, các thú nhân ra ngoài săn bắn tìm chỗ tới địa phương an toàn gần nguồn nước, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, ăn tạm thứ gì đó no dạ dày. Các thú nhân bình thường hành động đều gần như là 8-9 người một tổ, mỗi một tổ đều phân hướng bốn phía, cho nên lúc này cũng chỉ mấy người bọn họ mà thôi. Mọi người đốt lửa lên, nhưng lại không hề động đến con mồi săn được, bởi vì từ lúc có người đầu tiên mang theo thức ăn, thì mọi người cảm thấy ra bên ngoài ăn lương khô tùy thân mang theo tốt hơn. Đơn giản thuận tiện, còn tiết kiệm thời gian, dù sao thú nhân chỉ cần có ăn là tốt rồi, cái khác cũng không kén chọn nhóm lửa xong, có người lấy ra lương khô tự mang, nương theo lửa nóng hâm lại, ăn như hổ đói, các thú nhân tuy rằng không kiên ăn, nhưng nếu như có ăn ngon vẫn là thực thèm nhỏ giải, lúc này không phải mọi người đều ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía ngải đạt sao. Này, ngải đạt, A Lịch lại làm cho ngươi cái gì ăn ngon? Có thú nhân độc thân, hâm mộ trêu chọc. Tính tình ngải đạt có chút nghiêm túc, nhưng mà đối mặt với các huynh đệ sớm chiều ở chung cũng là nét mặt cười, đều ăn ngon, nhưng mà, ngươi cũng chỉ có thể nhìn. Thú nhân là cường thế mà tràn ngập ham muốn chiếm hữu, cho nên cơm này thì những người khác hưởng thụ không được. Bởi vì ngải đạt nói một phen mà khắp nơi kêu rên, nhưng mà đều là vài tiểu tử mới trưởng thành còn chưa tìm được bạn lữ, chỉ có bọn họ mới giống tiểu đầu tử mau lông, cả ngày nghĩ giống cái, được rồi, cho dù trưởng thành cũng nghĩ, nhưng tối thiểu chỉ một có được không ai chúng ta ăn mau chút ăn xong rồi ngâm chân một chút ở trong suối nước chân ta đi đã nửa ngày đều khó chịu muốn chết á bị nhét một đống thức ăn vào miệng cũng không quan tâm những người này khóc lóc kêu than vẫy vẫy tay nói hắn đối với đề nghị của mình thực động tâm nếu không phải còn đang ăn cơm mà nói hiện tại hắn liền cởi giày ngay nếu không phải vì quan tâm không muốn người khác ghê tởm đến phun ra vẫn là chiếu cố năng lực thừa nhận của mọi người một chút vậy thực hiển nhiên mọi người đều thực chờ đợi á bì mới vừa nói như vậy mọi người liền đều gật đầu hưởng ứng sau đó nghiêm túc cúi đầu hùng hục ăn giống như muốn một ngụm sẽ ăn xong toàn bộ sau đó hảo hảo chơi đùa nước ngâm chân cứu vớt một chút chân đáng thương của mình hiện tại thú nhân bộ lạc ra ngoài vẫn mang giày dù sao cho dù là ô che chân cũng tốt hơn bọc da thú chỉ là đi một hồi rồi cởi giày trước không nói ngửi được một cỗ mùi mồ hôi chua thối chân cũng bị bưng bít muốn nát ra rồi cơm nước xong lau miệng một cái phách nhĩ đứng tựa ở dưới một ngọn đại thụ nhìn nhóm đồng bạn đều ngồi dọc theo bờ sông nhấc lên chân mạnh mẽ cởi ra giày đã ẩm ướt mồ hôi cho dù là đứng đủ xa nhưng một trận gió nhỏ thổi tới vẫn ngửi được hương vị không quá lý tưởng yên lặng bưng mũi tháo chạy phách nhĩ cảm thấy mình trước canh giữ sườn núi thời điểm đám người thay đổi cho mình rồi lại đi phần lớn cái gì cũng không cần không nghĩ tới hắn bên này mới đứng định bên cạnh liền có một người đi tới vừa thấy dĩ nhiên là a duy nhĩ sao ngươi không đi phách nhĩ hỏi xong theo bản năng liếc mắt nhìn giày trên chân hắn một cái chỉ là không nhìn thì thôi nhìn kỹ xong thì nhăn mày phách nhĩ giật giật chân bưng trong ủng ngắn cảm nhận được cảm giác khác thường bên trong khóe miệng co rút hắn chú ý tới giày trên chân A Duy Nhĩ đã vài ngày, lúc trước không tiện hỏi, hiện tại thừa dịp tâm tình không tệ. Không khí cũng tốt, liền hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Trên chân ngươi là mang cái giày gì? Hình như là cỏ làm ra, cỏ có thể làm giày. Trừng lớn mắt nhìn. Hả? Nghi hoặc nhìn nhìn phách nhĩ, theo ánh mắt của hắn nhìn đến giày rơm của mình, nghĩ tới là liễu thư bệnh cho mình, mặt cương nghị của hắn cũng không khỏi nhu hòa hơn vài độ ta không quá nóng ta canh chừng ngươi đi rửa trước đi đây là giày rơm mang vào thông khí lại nhẹ nhàng mát mẻ là liễu thư gần đây làm ra được cô ấy bệnh không quá quen tay đây là lần đầu tiên cô ấy bệnh nói tới liễu thư ta duy nhĩ liền bắt đầu lải nhải lên dáng vẻ có vợ vạn sự đủ tiền đồ nhìn hắn miệng thì ghét bỏ ánh mắt lại bại lộ tỏ vẻ coi trọng đối với giày rơm hơn 7-8 phần. Hoàn toàn biết con hàng này nghĩ một đằng nói một nẻo, hoặc là nói tú hạnh phúc, Phách Nhĩ cũng rất muốn duỗi móng vuốt chụp đi qua một cái tác cho hắn, nhưng hiển nhiên đây là không được. Giày rơm Quả thật là cỏ làm ra, nghĩ như vậy, Phách Nhĩ cũng hỏi ra suy nghĩ trong lòng, bệnh thế nào? Ta cũng không rõ ràng lắm, quá trình vẫn là thực phức tạp chờ ta có thời gian học xong rồi nói sao a à, duy nhĩ cảm thấy nhất định phải học được bệnh dày rơm bởi vì dù sao cũng là làm từ cỏ vật liệu đơn giản tuy rằng trình tự động thủ khó khăn nhưng thân là thú nhân nếu như giả ngoại bên ngoài phát hiện gì đó ví dụ như không dày cũng tốt lấy tài liệu ngay tại chỗ bệnh ra đôi giày để đi hiển nhiên cũng không phải một mình a à duy nhĩ nghĩ như vậy ánh mắt phách nhĩ sáng lên nói ngay liệu thư nguyện ý dạy những người khác sao đây là khẳng định. A Duy Nhĩ không chút do dự gật đầu, "Ngươi đừng có gấp, sau khi trở về ta sẽ học, đến lúc đó mọi người không thể thiếu một ai." Vỗ ngực vang vang. Vừa lòng A Duy Nhĩ trả lời, có được mình muốn, Phách Nhĩ gật gật đầu, sau đó lại cẩn thận nhìn giày rơm trên chân hắn. Nghĩ mang giày này thật thoải mái, lòng tràn đầy hâm mộ. Đột nhiên thật sâu cảm thấy, trong nhà có một giống cái là trọng yếu cỡ nào, ví dụ như cuộc sống sẽ đề cao rất nhiều đáng tiếc liễu thư chỉ có một hắn cũng chỉ có thể hâm mộ một chút thôi nhưng trong lòng cũng đã quyết nhất định phải tìm giống cái tốt mà sống độc thân cái gì hay là thôi đi từ lúc biết được thời gian đến ngày trao đổi chỉ có một tháng liễu thư cũng bắt đầu nhanh nhanh chậm chậm hành động đến giày rơm cô tốn vài ngày đã bệnh ra vài đôi để cô và a duy nhĩ thay đổi sẽ không động thủ lần nữa đương nhiên trong lúc đó còn dạy y oa biện pháp bệnh thế nào tin tưởng đợi hai huynh đệ A Duy Nhĩ cùng ô mang đều mang giày rơm lắc lư một vòng ở trong bộ lạc. Làm một chút tuyên truyền, rất nhanh thì có rất nhiều người tới cửa thỉnh giáo, cho nên cô không đủ thời gian. Khi từ trong miệng A Duy Nhĩ kể qua, liễu thư ôm tráng, nhưng lại cũng không có khó xử, quên đi dạy một người là dạy, hai người cũng là dạy, vừa vặn hôm nay Cathy A Lịch cũng nhận được tin tức rồi, đại gia hỏa đều muốn biết cách bệnh giày rơm, cô còn đang suy nghĩ khi nào thì dạy mọi người cái này có thể trước tiên vì thế đợi thời điểm đến chỗ liễu thư nhóm giống cái thực vinh hạnh nhìn thấy bên cạnh cô còn ngồi một thú nhân bàn tay to thô ráp cầm mấy sợi cỏ khô tỷ lệ rõ ràng không phù hợp bàn tay hắn cố gắng học tập trình tự bệnh dày dưới sự chỉ đạo của bạn nữ ồ a duy nhĩ cũng học à bưng một cái băng ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh liễu thư Ca Thi cười hì hì sắp tới cười nói, nhận được là thú nhân tà tà liếc một cái, nhất thời làm cho cô đều nuốt trở vào lời nói còn lại, trong lòng nói thầm, thú nhân chính là không dễ chơi. ở giả ngoại, thú nhân cũng phải chú ý nhiều, học cũng không tệ. Liễu Thư cũng không nghĩ nhiều mà giải thích, nhìn một vòng, trừ bỏ A Lịch Ca Thi ra, còn có hai giống cái trẻ tuổi Minh A và Nô An. Mặt khác cô còn mời hai vị A sao ở trong bộ lạc mà nói có tay nghề rất thành thạo. Người đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu đi. Mọi người sắp xếp chỗ ngồi một chút, liễu thư cũng không lãng phí thời gian, lúc này mở miệng nói, những người khác cũng không có ý kiến, đều gật đầu. Dày rơm nói tóm lại vẫn là liễu thư cứng rắn làm ra. Trên tổng thể vẫn rất không được tự nhiên, liễu thư kêu hai vị A sao tới đây vì thỉnh giáo một chút người lớn tuổi dù sao cũng có chút kinh nghiệm mà sự thật chứng minh cô làm đúng động thủ mới bệnh không đến một nửa hai vị a sao liền đề cập rất nhiều lần liễu thư chú tâm lắng nghe lại kết hợp một chút trí nhớ trong đầu dưới sự cố gắng thật đúng trừ bỏ được những khuyết điểm của giày rơm khiến cho giày lúc này bệnh càng được chặt hơn tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời rạc hư hao gia tăng tuổi thọ sử dụng rồi đợi cho hậu kỳ còn làm ra được hình thức giày Quả nhiên, phải nói, ba thợ dày thối thắng một gia các lượng, mọi người cùng nhau, vấn đề khó khăn gì cũng giải giải quyết được. Hôm nay thật sự là thật cảm ơn bọn họ. Dũi thắt lưng đau nhất, liễu thư thở dài mà vui sướng nói với A Duy Nhĩ, ít nhiều nhờ hai vị A sao, bằng không em còn không biết sửa thế nào đâu. Nói xong, nghiêng đầu nhàn nhàn tựa vào trên vai giày rộng của thú nhân. Nghiêng đầu ánh mắt ôm nhu liếc mắt nhìn bạn lữ bên cạnh một cái, Tốc độ tay A Duy Nhĩ nhanh hơn bệnh xong điểm cuối cùng. Vừa lòng nhìn thành quả một ngày của mình một cái, giật giật cơ thể, liễu thư nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó chỉ thấy hắn dơ lên thành phẩm trong tay, mang thử xem. Liễu thư kinh ngạc, nàng thật đúng rất không ngờ, A Duy Nhĩ sẽ làm giày cho cô, được rồi, hôm nay nhìn hắn bận rộn cô cũng chờ mong, nhưng dù sao cũng là ngẫm lại, hiện tại, lên tiếng cười thấy răng không thấy mắt vương tay rất nhanh lấy giày đến trước mặt, nhìn giày này rõ ràng chính là dựa theo số đo của cô mà bệnh, trong khoảng thời gian ngắn, hốc mắt cô đều có chút nóng lên. A à, Duy Nhĩ nóng nảy, hắn là vì làm cho bạn Lữ vui vẻ, cũng không phải là muốn cô rơi nước mắt, ngó thấy sắc mặt của cô không đúng thì bối rối, nhất thời chân tay luống cuốn. Em, em, làm sao vậy? Không tốt sao, không tốt thì anh làm lại được không? cố gắng dùng cả chiêu thức dỗ người. Nhìn hắn cả đầu đầy mồ hôi, liễu thư cũng đau lòng. Hấp hấp cái mũi điều chỉnh sắc mặt một chút, mặt giãn ra cười nói, không có, rất tốt, em rất thích, chính là thực cảm động. Sớm đã biết tính tình thú nhân tương đối thuần thẳng, biểu đạt cảm tình của mình cũng muốn không chút nào keo kiệt, cho nên, trắng ra thì mới là tốt nhất, bởi vì nếu ngươi muốn quanh co lòng vòng, bọn họ không hiểu sẽ cho là thật liễu thư vừa nói như vậy a à, duy nhĩ liền thở nhẹ duỗi cánh tay ôm cô sát vào trong lòng nhẹ giọng thở dài nói em thích thì tốt rồi không cần như vậy em làm cho anh rất nhiều những thứ này đều là nên làm em đừng khóc anh chỉ sợ bản thân mình đối với em còn chưa đủ tốt nhưng anh cũng có chỉ có chính anh trân quý nhất cho nên anh chỉ có thể hiến tặng toàn bộ chính mình cho em ai nói thú nhân không biết nói lời tâm tình bọn họ nói tới nhưng mà so với bất luận tình ca với từ ngữ miêu tả mỹ lệ gì đó, càng làm cho người ta cảm động, xúc động chỗ sâu nhất đáy lòng, làm cho người ta rung động không thôi. Cô hít thở thật sâu, ông ngược lấy hắn, nhìn từ ngoài cửa sổ thấy đầy sao lốn đốn trên bầu trời, giờ này khắc này làm cho cô có loại cảm giác liên tục vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Cửa sổ phát họa, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Rất nhanh giày rơm thịnh hành lên ở trong bộ lạc, chẳng những nhóm giống cái bắt đầu học làm, các thú nhân đang ở học, mọi người đều tích cực nỗ lực, lại nhanh cởi giày trùng chân, toàn bộ thay giày rơm mát mẻ thông khí lại nhẹ nhàng, thật là đi trên đường đều sinh phong. đợi mọi người đều mang vào giày rơm, không bao giờ sợ thời điểm nhão chân nữa. bản thân liễu thư lui ở trong phòng yên lặng bắt đầu làm chuẩn bị vì ngày trao đổi sắp đến. đi bộ lạc dực xà phải mang rất nhiều thứ, dù sao muốn đi đổi lấy có ít đối với bọn họ. Lợi thế cũng phải mang nhiều, vì thế dù thế nào vật phẩm lấy ra chính là mấu chốt. Cuối cùng Liễu Thư sau một phen suy tư, quyết định làm ba lô, cứ dựa theo hình thức ba lô mình mang đến mà làm, nhưng mà khẳng định là phải lớn hơn ba lô ban đầu một chút, từ cũng càng xấu càng không hình. Lần này cô cũng chỉ là vì chứa đồ vật, cũng sẽ không chú ý làm xinh đẹp, lúc này liền cắt một khối vải to, khe hở bốn phương thì khâu thành một cái túi miệng rộng sau đó lại cắt mấy tấm da thú bệnh bọn nó thành hình dây đây như vậy rắn chắc chút rồi khâu dây thường đó vào trên miệng túi đây là ba lô hai vai mấy lần công phu thì một cái ba lô đã được làm thành đương nhiên cái miệng túi to cũng là vấn đề nhưng cũng không phải là không thể giải quyết dọc theo miệng túi to làm vắt sổ biên vừa vắt sổ còn xuyên một dây thừng ở bên trong đợi vắt sổ xong thì lôi kéo dây thừng cạnh hai đầu miệng túi to đã bị buộc chặt kín ngay cả không được coi là cái ba lô chỉnh thể nhưng tuyệt đối là dùng bền có thể đặt được vài thứ đến lúc đó vác trên lưng còn không phí nhiều sức ai cô quả nhiên vẫn thông minh hiếm khi tự kỷ một phen ba lô đã làm xong như vậy kế tiếp chính là chuẩn bị thứ cần mang muốn mang rất nhiều liễu thư chỉ cảm thấy chính mình mang không đủ đâu mang không được nhiều lắm trừ bỏ mấy tấm da thú cô cảm thấy rất khá nhưng đối với trong nhà cũng không dùng bao nhiêu ra, cô còn làm rất nhiều xà phòng, tin tưởng hiện tại trừ bỏ bộ lạc dược hổ còn không có địa phương nào có thể làm ra xà phòng. Nói đến, đây cũng là một đại đặc sản bộ lạc, cũng không biết có thể đổi dệt thuật cùng người bộ lạc dược xà hay không. Đương nhiên cái này không được mà nói, bọn họ còn có đòn sát thủ, không nóng nảy. Làm xà phòng tốn của cô thời gian 2 ngày, phân cho gì đó phải nung chế, còn có dầu trơn này nọ, hơn nửa lần này không phải là một khối hai khối. Đi ngày trao đổi tự nhiên chính là mua bán này nọ, xà phòng cũng chính là làm lượng rất nhiều, cũng phí đi của cô không ít công phu. Đương nhiên hai ngày này cô cũng không phải làm mỗi xà phòng không, còn đào không ít đất sét trở về, đồ gốm này là đại sát khí nhất định phải mang theo, có thể thành công hố được dệt thuộc bộ lạc dược xà hay không, chỉ có thể dựa vào nó. Xà phòng làm tốt rồi, vì sợ mùa hè thời tiết nóng hòa tan nó không nói, đặt ở trong gói to chen chút đi chen chút lại cũng làm cho bẹp dí. Có lẽ lần đầu tiên giống cái thú nhân thấy xà phòng cũng không ngại, nhưng cô để ý có được không, việc đi buôn bán, phải lấy chất lượng làm tin, bán gì đó tự nhiên cũng phải tận lực làm được tốt nhất. Ừ, làm hộp gỗ chứa là được. Dù sao đám xà phòng này đều được cô cắt thành hình chữ nhật, dùng hộp chứa không thể tốt hơn, có cái ý tưởng này, thì A Duy Nhĩ phải mệt nhọc chút, nhưng nhìn bộ dáng khoái lạc vui vẻ của hắn, vui vẻ chịu đựng. Cuối cùng làm cái, kích cỡ diện tích hộp gỗ vừa vặn cùng với đáy cái ba lô cô làm, nắp hộp cùng hộp tự nhiên không phải tương đồng, bởi vì không đây là kỹ thuật đi. Chỉ có thể làm phân chia hộp, hình thức cũng cũng không tệ lắm, tay nghề của A Duy Nhĩ cũng là càng ngày càng thuần thục rồi. Thời điểm thu được hộp, cô mừng rỡ ôm lấy hắn khen một cái, sau đó thực thành công đùa dẫn thú nhân ngây thơ đến mặt đỏ ngay cả làn da lúa mạch cũng không che được. Xà phòng đều được cắt thành độ dày chiều dài một dạng, chỉnh tề nằm trong hộp. Đếm không nhiều không ít, vừa vặn 50 khối, chiều dài hai ngón tay dày nửa ngón tay, phân lượng vẫn rất khá. Cô nói rất không phúc hậu, trên khóe miệng cong lên sung sướng đậy nắp hộp, còn ôm lấy một khối da thú bao lại, lúc này mới đặt tới phía dưới đáy cùng của ba lô, đây xem như là món đầu tiên đã làm xong mình muốn làm chén nhỏ chén đĩa, còn có. Bình, chật chật, nhiều đồ như vậy, để thế nào đây? Vừa xoa xoa mảnh bùng, liễu thư vừa lầm bầm, sau đó phát giác ba lô của mình thật sự không chứa được nhiều đồ như vậy. Được rồi, cho dù có thể chứa hết, nhưng cô cũng không vác nổi, bởi vì cô đã biết đi bộ lạc dực xà, thú nhân đi bộ là chủ yếu. Cho nên nói cách khác, đi nếu như thú nhân và giống cái là hoàn toàn có quan hệ trực tiếp mà nói. Như vậy trên người mỗi thú nhân đều phải thồ hàng của giống cái, mà nhóm giống cái lại mang theo rất nhiều thứ, đối với thú nhân mà nói đã là gánh nặng rất lớn. Nếu lại gia tăng nữa, liễu thư đều lo lắng bọn họ có thể ăn không tiêu hay không, vì thế liền buồn rầu, cho mày suy tư, ánh mắt nhịn không được liền nhìn về phía trên người A Duy Nhĩ bận việc nhào bùn rồi sau đó người kia cũng đang ngẩng đầu nhìn sang. Làm sao vậy? Vừa để thứ gì đó trên tay xuống, A Duy Nhĩ lau tay rồi đi tới, đầu tiên là tiếp nhận lấy nắm bùng Liễu Thư trên tay, vừa xoa xoa, vừa nghiêng đầu nhìn cô, sao lại cau mày? Không vui à? Mấy ngày nay thấy cô hưng phấn, tâm tình A Duy Nhĩ cũng sáng trở không thôi, lẽ ra không nên như vậy mới đúng. Em phát hiện nhiều thứ lắm, mang không hết. Liễu Thư mếu máu, chỉ chỉ đất sét chuẩn bị phải làm đồ gốm những đồ gốm này chúng ta vác không hết. Còn tưởng rằng là chuyện gì lớn chứ, dĩ nhiên là cái này, A à, Duy nhỉ nhịn không được cười lên một tiếng, muốn đưa tay xoa xoa ở trên đầu cô, nhưng mà thấy tay mình đầy bùng, vì thế liền nhịn xuống, nhưng khóe miệng vẫn cong lên một chút, cuối cùng ở dưới ánh mắt tức giận trừng tới của Liễu Thư. Mới thu liễm lại, nghiêm mặt nói, cái này em không cần lo lắng, lần trước đến hỏi tộc trưởng, lần này thú nhân đi bộ lạc dực xà có 20 người, mà giống cái chỉ có 8 người, trừ bỏ thú nhân cần mang theo giống cái đi đường, trên người những người khác đều có thể mang đồ, cho nên thứ chúng ta làm không cần lo lắng vác không hết. Thì ra là như vậy. Liễu thư quả thực có thể nói là nháy mắt đầy máu sống lại, biết mấy thứ này đều có thể mang đi, tinh thần thoáng chốc phấn chấn lên, một phen đoạt qua bùn trong tay A Duy Nhĩ, vẫy tay đuổi người, anh tránh ra, đi bận việc của anh đi, cái này để cho em. Bất đắc dĩ gật gật đầu, A à Duy nhỉ một câu không nói thối lui, nhưng mà trước khi đi vẫn là chiếm tiện nghi tiến lên hôn hôn cái tráng liễu thư. Môi ấm ấm áp áp, thú nhân cánh môi dày, cắn đến vẫn rất cảm giác, ừm, môi trong truyền thuyết thích hợp nhất hôn môi, chật chật, trở về chỗ cũ một chút. Mặc dù có mười mấy thú nhân đến khuân đồ, nhưng mà đương nhiên mọi người mang cũng không phải toàn bộ là của mình, các tộc nhân không thể đi ngày trao đổi, Khẳng định có người nhờ ngươi đi giúp đổi này nọ. Toàn bộ bộ lạc cộng lại, khẳng định là không ít đồ. Như vậy tính xuống, tăng nhiều cháo thiếu liễu thư vẫn là tiết chế gánh nặng của mình, tối thiểu phải chừa chút cho người khác. Ngươi xem xem mình làm cái dây chuyền này đẹp không? ca thi lấy ra dây chuyền mình mới làm chia sẻ cho mọi người. ca thi khéo tay là mọi người cùng chứng kiến. Sợi dây chuyền này xác thực làm rất đẹp, chỉ dùng ngọc trai để làm tài liệu. Nhưng mà không riêng ngọc trai, còn có khác một ít hòn đá nhỏ xinh đẹp, cùng với răng thú đẹp, lung tung rối loạn, nhưng cố tình để cho cô nàng làm ra một loại mỹ cảm. Liễu thư cũng không keo kiệt, thống khoái gật đầu, mình đang đánh bóng một tảng đá, làm trang sức, xà phòng, làm đồ gốm cũng chuẩn bị xong. Mấy giống cái thương lượng một chút, bắt đầu làm trang sức, giống cái cũng là nữ nhân, nữ nhân thì thích cái này. Chẳng những có làm trang sức, còn có làm quần áo nhờ có hiểu biết vụt mức của liễu thư, làm ra quần áo, ngay cả là da thú thô sơ, nhưng thắng ở chỉnh đốn, nhóm giống cái mặt ở trên người tuyệt đối hấp dẫn ánh mắt thú nhân, tin tưởng nhóm giống cái bộ lạc khác thấy được. Khẳng định là sẽ thích. Đương nhiên trừ bỏ những cái này, cũng có người tâm tư linh hoạt làm một ít đồ chơi nhỏ, ví dụ như tượng điêu khắc gỗ. Hoặc có lẽ là vì ngay từ đầu dùng đầu gỗ khắc đồ dùng sinh hoạt, có người mượn đầu gỗ khắc những đồ vật khác, sau đó có đao trai ngọc thì giống cái cũng gia nhập, giống như một ít món đồ chơi nhỏ vân vân. Đều thích khắc lên vài cái, có lẽ không đáng cái gì, thế nhưng, mọi người thích. Giỏ mây cũng là một thứ tốt, chắc chắn đừng nói người bộ lạc cũng sẽ thực cảm thấy hứng thú, mọi người vốn muốn mang thêm chút. Cũng không biết ai nói một câu, giỏ mây quá lớn, chiếm nhiều chỗ lắm, không bằng trước không làm, đợi thời điểm sắp đến bộ lạc dựt xà lại lâm thời bệnh một ít là được dù sao mọi người gần như đều biết cái đề nghị này tự nhiên được nhất trí đồng ý mình cũng làm cái hòm bên trong mình để dây chuyền lắc tay ông trang sức mình mới làm xong ca thi cười hít mắt nói liễu thư ba lô rất tốt trở về mình cũng làm một cái a lịch đang làm gia vị quần áo trang sức những thứ đó cô đều không am hiểu chỉ có chuyện ăn uống này là một nửa chuyên gia kỳ thực liễu thư cũng rất là kỳ quái rõ ràng trong bọn họ ăn hàng là ca thi mà lớn lên xinh đẹp là a lịch theo lý thuyết sở trường của hai người nên đổi một chút mới đúng chứ không nghĩ tới tạo hóa thần thú đại nhân chính là hố gạt như vậy tên ăn hàng không am hiểu nhất chính là nấu cơm giống cá xinh đẹp cố tình đối với những trang sức xinh đẹp một chút chuyên nghiệp cũng không có hố cha đâu chính là đây cô âm thầm lắc lắc đầu ngẫm lại chính mình lại nở nụ cười cô vẫn thực bình thường tuy rằng cũng chuyên nghiệp không thế nào nhưng tối thiểu gà mờ lâu ngày ảnh hưởng rất rộng oa oa a lịch gia vị của ngươi sẽ có người trao đổi sao không phải ca thi có ý định đã kích người khác đương nhiên cô cũng biết mấy thứ này nấu ăn sẽ rất ngon mấu chốt là người ta không biết ăn bậy gì đó là thật không tốt cũng không biết người khác có nguyện ý nếm thử hay không hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại lúc trước liễu thư cho họ ăn cái gì thì ăn cái đó rốt cuộc là thần kinh thô, vẫn là thần kinh thô nha. Mình đương nhiên nghĩ tới vấn đề này. Lít trắng bắt ca thi một cái, A Lịch cầm lấy một nắm ớt khô trong tay, khe khẽ trà sát một chút, đến lúc đó mình sẽ tự tay nấu một nồi ăn ngon, để cho những người đó được nếm thử là được, đợi cho hương vị truyền ra, mọi người không biết thì cũng biết gia vị tốt hay xấu rồi. Ồ! Quay đầu cùng liếc nhìn nhau với liễu thư, ca thi vỗ tay ba cái, khen không dứt miệng, biện pháp hay. Khi đó hương vị bay ra, cam đoan làm cho giống cái thú nhân chưa ăn qua nước miếng sẽ chảy không ngừng. Thời điểm nói những lời này, Ca Thi hoàn toàn đã quên thời điểm chính mình lần đầu tiên ăn những thức ăn có bỏ thêm các loại gia vị, cô cũng là dáng vẻ trư bác giới. Ừ, cái này xác thực có thể có, Liễu thư thực sự đồng ý, như vậy quả thực là triển khai tuyên truyền, nói vậy đến lúc đó cũng sẽ có hưởng ứng rất tốt dù sao cô đối với đồ ăn a lịch nấu ông tin tưởng rất lớn nhưng mà đến lúc đó ngươi làm cái gì xào rau cũng mất công tốn thời gian chúng ta chính là tuyên truyền một chút không quá tất yếu thì làm lẩu nháy mắt mấy cái cười nhìn hai người bọn họ a lịch với tư thế lòng đã sớm có chuẩn bị lần trước liễu thư ngươi làm lẩu cho chúng ta mình ăn cũng không quên đâu nhưng bận quá vẫn không chú ý được nhưng vị đó mình đã nhớ rõ ràng rồi đến lúc đó thì xem mình đi thì thực cô muốn nói ngày đại hạ ăn lẩu thật sự không có việc gì sao? nhưng lại nghĩ lại dù sao giống cái thú nhân cũng không sợ nổi mụn thượng hỏa gì đó vui y bố trí dược hạ hỏa vẫn rất là hiệu quả thực không được đến lúc đó mỗi người đưa lên một bọc còn không được sao? được 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 người thứ nhất khoái lạc bật lên trừ bỏ ca thi thì không còn ai khác tính tình cật ăn nhìn một cái không sót gì liên tục nói vài từ được Ca thi hoàng hồn rồi mới phát hiện mình cũng đứng lên, lại nhìn hai bạn tốt, nhất thời xấu hổ ngồi xuống, ngượng ngùng cười cười, do dự ấp úng giải thích, cái gì kia, kỳ thực không phải mình. Được rồi, đừng giải thích, giải thích chính là che giấu, rốt cuộc ngươi là có ý tứ gì, chúng ta đều biết. Liễu thư nghẹn cười, đưa tay ngăn lại lời của cô nàng. Biểu tình ta cái gì cũng biết, nghẹn đến ca thi nói cũng không phải, không nói cũng không phải, nhưng cuối cùng cũng vẫn chưa nói gì, tức giận quay đầu không nói chuyện. Nếu như xem nhẹ lỗ tai phím hồng của cô nàng, thì có thể tin tưởng cô nàng là thật tức giận bao nhiêu, mà không phải ngượng ngùng tránh né. Bộ lạc sinh hoạt nhanh nhanh chậm chậm, mọi người đều vẫn cố gắng nhìn cuộc sống tốt đẹp mà đi tới. Mặt trời mọc thì lập tức làm việc, thú nhân ra ngoài săn bắn, giống cái ở nhà tán gẫu làm việc, thỉnh thoảng từ trong phòng ốc nhìn xung quanh, còn có thể nhìn đến tình hình trong ruộng đất, có thể nhìn thấy vài bóng dáng vất vả cần cù lao động tay chân. Liễu Thư vừa quất dọn cỏ khoai lang một lần, gần đây mầm khoai lang cũng bắt đầu sinh trưởng dây dài, cô cũng chăm sóc nhiều lên. Cỏ dại sinh trưởng vô cùng tận, lại còn thích mọc trong khe hở dây khoai, khó mà dùng quất, chỉ có thể lấy tay nhổ, nửa mẫu đất, tay cô nhổ cũng đỏ lên. Cái này sau khi trở lại phải nhanh rửa sạch, bôi chút dược trong nhà dự bị thường dùng, nếu như bị A Duy Nhĩ trông thấy, có lẽ con hàng này về sau mỗi ngày về đến chuyện thứ nhất không phải rửa mặt mà là xuống ruộng nhổ cỏ liễu thư cô đã trở lại chưa đang bôi dược liễu thư nghe được thanh âm kêu cô trong viện giật mình một chút vôi vàng sức thuốc vừa ra cửa thì thấy thì ra là nông nhi nông nhi sao cô đến đây vừa thấy là cô ấy liễu thư vội đi qua mở cửa viện để cho người tiến vào rồi cười tủng tỉm liếc mắt nhìn phía sau cô ấy một cái thời điểm khi nhìn đến một bóng dáng nào đó thì tươi cười càng sáng lạng, sang nô xem ra tốt hơn rất nhiều rồi. Đều có thể xuống giường chạy nhảy, nhớ ngày đó thương thế miệng vết thương, thú nhân thể chất tiểu cường cô lại nhận thức một phen. Nông nhi vốn còn có thể bình thường nghiêm mặt, nhưng bị liễu thư luân phiên treo gẹo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ngượng ngùng nói, đa tạ cô, sang nô đã khỏe, hai ngày trước có thể xuống giường, hôm nay ta tới tìm cô, hắn muốn đi theo, cho nên đã tới rồi. Đã đến đây thì vào nhà ngồi đi, đứng ở bên ngoài, cô không ngại, nhưng cơ thể hắn mới khỏi không chịu nổi ép buộc như vậy. Hảo Tâm nhắc nhở, thú nhân tuy cường hãn, nhưng rốt cuộc thân thể vẫn là máu thịt. Hết phần 13, mời các bạn đón nghe phần 14 các bạn đang nghe truyện tại kênh youtube các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ